Chia sẻ like tương tác mấy chị ơi. Lên chân váy rin không em? Chân váy rin em hết hàng rồi chị Ánh Tiên ơi. Còn một số mẫu nhưng mà đều size nó nhỏ lắm chị. Váy rin á, size nhỏ em để đâu? Váy rin là em hết mẫu. Nói chung là cũng còn một số mẫu nhưng mà size thì size hơi nhỏ, size S à. Rồi mấy chị tương tác lên giùm em nha mấy chị ơi, để em lên hàng tặng đầu like nha. Chị không chia sẻ được luôn. Chị cần váy rin 42kg 1m52, 42kg mà 1m52 là chắc phải mặc size M hoặc là size L luôn á chị. Để em coi thử có mẫu nào còn hay không nha. Rồi chia sẻ like tương tác lên giùm em nè mấy chị ơi. Đợi em một tí em chia sẻ nào, em chia sẻ không được. Em biết bị cái gì rồi. Rồi chia sẻ like tương tác lên giùm em nè mấy chị ơi. Trời ơi, rồi đưa cho chị cái điện thoại biết ngon với em. Chia sẻ like giùm chị nhóm em không? Khoảng bằng em à hả? Khoảng bằng em à hả chị? Hình như chị Nhung Phạm. Trời, Nhung Phạm ghé lấy hàng chị nha. Có đơn á em, hình như nữa thấy không? Tại khách quen nên chị không có nhắc á. Rồi em lên hàng tặng đầu like trước nè mấy chị ơi. Lên hàng tặng đầu like. Chị nào vô like của em rồi tranh thủ chia sẻ like lên nha mấy chị ơi. Em tặng miễn phí đầu like nha. Lên một số mẫu nè. Xong bắt đầu lên hàng tri ân giá rẻ. Ok Nhung Phạm nha em ơi. Chia sẻ đi. Điện thoại kia nó đầu tiền hay sao. Vô thấp nghe em nha. Rồi chị nào vô like rồi tranh thủ chia sẻ like lên liền giùm em nha mấy chị ơi. Bắt đầu em lên hàng tặng đầu like nha. Hàng tặng đầu like hôm qua chậm. Hôm qua chậm quá em. Không được gì hả. Mai ghé lấy nha chị. Ok Phương Cao nha em ơi. Rồi em lên hàng tặng đầu like nha mấy chị ơi. Dành cho chị nào có chia sẻ like. Tặng miễn phí áo đen nè mấy chị ơi. Đính ngọc ở phía trước giùm em nha. Áo đen đính ngọc ở phía trước giùm em nè. Chị nào vô like rồi mấy chị nhớ chấm bài nè mấy chị. Chia sẻ like tương tác nha mấy chị ơi. Chấm bài tương tác giùm em nha. Cho nó khỏi bị ẩn nha mấy chị ơi. Bắt đầu lên hàng tặng đầu like nha. Tặng miễn phí áo đen đính ngọc. Tặng miễn phí áo đen đính ngọc mấy chị ơi. Dành cho chị nào có chia sẻ like. Đây nha, áo đen đính ngọc nè. Rồi em tặng áo này miễn phí dành cho chị nào có chia sẻ like nha mấy chị ơi. Chị nào mới vừa vô like của em á, tranh thủ chia sẻ like liền ở chế độ công khai là nó sẽ hiện lên người chia sẻ giống như chị Nhung Phạm, chị Trần Ngọc Cầm với chị Cherry Hồ nè. Đó là sẽ hợp lệ nha mấy chị ơi. Bắt đầu em lên hàng tặng đầu like nha mấy chị. Chia sẻ like nhiệt tình giùm em xíu mấy chị ơi. Chia sẻ like nhiệt tình giùm em xíu nè mấy chị ơi. Chuẩn bị em đọc mẹ tặng nha mấy chị ơi. Hình như em thấy ít á. Có bao nhiêu lượt chia sẻ rồi em. Mấy chị ơi chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em xíu nha. Nhớ là chia sẻ like ở chế độ công khai. Mới có hai mấy lượt chia sẻ mới tới 100 mấy người coi luôn mấy chị. Chia sẻ like tiếp tục giùm em nha mấy chị ơi. Rồi rồi em chuẩn bị em đọc mẹ tặng nha. Chia sẻ like lên liền giúp em mấy chị ơi. Chân váy em mặc là có size S với size M hai size. Form S là tầm 52-53kg, lại M là tầm 54-55kg lại giùm em nha. Giá là 85.000. Là gồm một cái chân váy kaki có túi nè mấy chị ơi. Gồm chân váy kaki có túi và nó kèm cái belt nịch cho mình luôn nha. Đó rất là xinh luôn á. S với M 2 size giùm em nha. S với M 2 size.
Rồi mấy chị ơi, chia sẻ like hết chưa, bắt đầu lên mẹ tặng nè. Nhớ chấm tương tác cho khỏi bị ẩn comment nha mấy chị ơi. Chấm tương tác khỏi ẩn comment nha. Chỗ nào khách mới á, nhớ nhấn like và nhấn theo dõi cái fanpage em đang like nha mấy chị ơi. Để có gì em đăng hàng hoặc là em like gì đó, mấy chị cũng có thể nhận được thông báo nha. Rồi, chia sẻ like hết chưa mấy chị ơi, bắt đầu em đọc mẹ tặng nè. Như em chị này mới vô tranh thủ chia sẻ like liền giùm em nha mấy chị ơi. Em thấy 100 chị coi luôn á mà mới có ba mấy lượt chia sẻ à. Rồi chia sẻ like nhiệt tình lên giúp em luôn nha mấy chị ơi. Bắt đầu em đọc mẹ tặng của cái áo này nha. 42kg, 1m51, mặc size M nha chị Ánh Tiên ơi, cho nó chắc nha chị. Tại vì 42kg mà 1m51 chị mặc size M giùm em nha chị ơi. Lỡ nhiều khi á, nó rộng một xíu không sao, tại vì có sợi dây nịt nè chị ạ. Mình nịt lại theo cái eo của mình luôn nha. Chị lấy size M thoải mái, còn lấy size X, size S nhiều khi nó chật đó nha chị ơi, Ánh Tiên. Rồi, chốt giùm em cái này mã số là 7261. Chốt mã 7261 giùm em nha mấy chị ơi. 7261 giùm em nha. 7261 mẹ tặng nha mấy chị ơi, chốt mẹ 7261 giùm em nha. Áo đen tặng nè, chốt mẹ 7261. 7261. Mẹ tặng giùm em nha mấy chị ơi. 7261 giùm em nha, chốt mẹ 7261. Rồi chốt mẹ 7261 giùm em nha mấy chị ơi. Để nào vô like rồi á, chấm tương tác lên giùm em nha. Và nhớ chia sẻ like ở chế độ công khai. Chị nào khách mới là nhớ nhấn thích và nhấn theo dõi cái fanpage em đang like nè mấy chị ơi. Để có gì em hay đăng mẫu này, em hay like á, thì mấy chị có thể nhận được thông báo nha. Mấy ngon nhảy quấy chừng luôn mấy chị. Con nào rặn chưa nhảy luôn. Em chờ mấy chủ nhảy lên rồi em đọc nha mấy chị ơi. Rồi, 7261 Thùy Dương có chia sẻ nè em, Thùy Dương. 7261 Thùy Dương. Rồi tiếp đọc mẹ tặng thứ hai nha mấy chị ơi. Chị nào vô like rồi tranh thủ chia sẻ like lên giúp em nha mấy chị ơi. Tại vì em đọc thêm mấy chủ này cho nó công bằng nè, Thùy Dương là đầu tiên nha. Để con mấy bé ngon ai nhảy đầu tiên. À, mấy bé ngon cũng Thùy Dương đầu tiên nè. Mấy bé ngon cũng Thùy Dương đầu tiên nè. Mấy em cũng Thùy Dương đúng không? Kẻ ba máy được Thùy Dương đầu tiên Nhung Phạm ơi. Là có nghĩa là em bị sâu rồi đó. Rồi em đặt mẹ tặng này nha mấy chị ơi. Rồi áo thun này form từ 40 đến 60kg là men vừa luôn giùm em nha. 40 đến 60kg là men vừa luôn giúp em áo này nha mấy chị ơi. Rồi tặng miễn phí chị nào có chia sẻ like nha. Tặng miễn phí chị nào có chia sẻ like. Rồi chấm tương tác chia sẻ like nhiệt tình lên liền giúp em nè mấy chị ơi. Chấm tương tác chia sẻ like nhiệt tình lên liền giùm em nha. Bắt đầu đọc mẹ tặng áo thứ hai nè mấy chị ơi. Áo này thun nha, vải mét cực kỳ luôn, 40 đến 60kg đều mang vừa áo này. Chuẩn bị em đọc mẹ tặng nha mấy chị ơi. Chân váy em mặc là giá 85.000, chất liệu là kaki, nó có hai túi phía trước. Hai túi phía trước em nha, kèm dây nịt như thế này luôn. Có size S với size M hai size. Còn áo em đang mặc thì em có màu luôn, rồi tí em bung màu cho mấy chị coi nha. Áo mặc là có màu luôn á. Bung chị mỗi màu cái đây nè. Cho vô móc gỗ đi. Rồi em đọc mã tặng nha mấy chị ơi. Chốt cái này giùm em là mã số là, chốt em là áo thun thôi mấy chị ơi. Chốt áo thun giùm em nha. Chốt áo thun nè, tặng miễn phí chị nào có chia sẻ like. Chốt em là áo thun. Áo thun nha mấy chị ơi. Chốt em là áo thun. Tặng miễn phí chị nào có chia sẻ like nha. Chốt liền giúp em là áo thun nha mấy chị ơi. Áo thun giùm em nha, áo thun. Áo thun giúp em mấy chị ơi. Quả đẹp ghê luôn á. Áo thun tặng miễn phí chị nào có chia sẻ like nha. Chốt lên giùm em áo thun nha mấy chị ơi. Chốt lên giùm em áo thun nha. Áo thun giùm em nha mấy chị ơi. Chân váy mặc là có size S với size M hai size. Size S với size M hai size nha mấy chị ơi. Size S với lại size M hai size giùm em nha. S với M hai size. Áo thun Thùy Dương đầu tiên, nhưng mà hồi nãy em được cái mẻ kia rồi, bây giờ nhường lại chị khác nghe em ơi. Phương keo nè em. Phương keo áo thun nè. Phương keo áo thun. Rồi chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi. Chân váy em mặc là có size S với lại size M hai size. Còn áo mặc là dạng như áo nhung.
áo nhung từ 40, chân váy là 85.000, size S với size M 2 size nha. Còn áo nhung là form 40 đến 56, 57 kg giùm em nha. Áo nhung, áo nhung là 95.000, áo nhung này em có màu. Cho chị màu ơi. Áo nhung này em có màu luôn nha mấy chị ơi. Chị nào mới vô tranh thủ chia sẻ like liền giùm em nha mấy chị ơi. Bình thường mặc đầm size SE, vậy thì chị lấy size S cho chị Ánh Tiên ơi. Bạn sẽ lấy size S giùm em nha chị. Rồi em lên màu áo nè, xong rồi em lên hàng tặng tiếp cho mấy chị nha. Chị nào mới vô like tranh thủ chia sẻ like lên giúp em nha mấy chị ơi. Không có đen trơn nha Thùy Dương. Không có đen trơn. Hết màu rồi không ơi. Rồi mẫu này giùm em nha mấy chị ơi. Em có màu nâu nè, áo nhung này giá 95.000 áo. Form 40 đến 50, 56, 57 kg giùm em nha. Có màu nâu nè, màu xám, nâu xám nè, hồng với lại màu đen đang mặc là 4 màu. Giá 95.000 một áo nha mấy chị ơi. Chất vải dày dặn và co giãn nha. Vải nhung rất là mịn, rất đẹp luôn nè. Chị này mới vô tranh thủ chia sẻ like giùm em nha. Em đưa màu xong cái mẫu này rồi tiếp tục em lên hàng tặng tiếp cho mấy chị nha. Rồi áo này nó có dây kéo phía sau luôn giùm em nha mấy chị ơi. Cổ tròn và có dây kéo ở phía sau giùm em nha. Không có màu đen trơn nha Thùy Dương ơi, chỉ có đen chữ như chị như thế này thôi à. Đen có họa tiết khác nữa không ngon. Rồi màu xám giùm em nha mấy chị ơi, cổ tròn nè. Rồi ở phía sau là nó dây kéo như thế này. Nay em dạ em chuyển qua nhà số 10 đường Bơ Ba, khu đô thị Bắc Vĩnh Hải, gần bến xe phía Bắc Nha Trang nha chị Ánh Tiên ơi. Rồi áo này em có màu hồng giùm em nha. Màu hồng em đang mang là màu đen. Rồi màu nâu, nâu giùm em nha mấy chị ơi. Màu nâu nè, đẹp lắm luôn. Từ 40 đến 56, 57 kg giúp em áo này. 95.000 một áo nha. Rồi màu xám luôn mấy chị ơi. Bao đẹp luôn nha. Chị nào lái chốt giùm em nè. Giống chị khác rồi em. Rồi đen em mặc thì có hai họa tiết nha. Chị nào lấy đen như em đang mặc thì chốt em là đen đang mặc. Và nó có đen này nữa nè, đen cầm giùm em nha. Đen em cầm nè, cái này họ tiếng nó khác nhau. Chất nhung bao đẹp, bao dày dặn giùm em luôn nha mấy chị ơi. Áo nhung 95 ngọc áo giúp em nha mấy chị. Rồi cái này chốt em là đen cầm nha, còn này là đen đang mặc nha mấy chị ơi. Rồi em đưa màu lên lần nữa rồi em lên hàng tặng nha. Mấy chị nhớ chấm tương tác giùm em nha mấy chị ơi. Chấm tương tác hoặc bị ẩn comment nha. Rồi chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em nào, chuẩn bị em lên hàng tặng tiếp nè mấy chị ơi. Rồi đen cầm, đen đang mặc, màu nâu, màu xám với màu hồng giùm em nha mấy chị ơi. Nâu xám hồng giùm em nha. Áo này có tổng cộng là 4 màu. Chị nào lấy áo chốt em là áo kèm màu nha mấy chị ơi. Chị nào lấy áo chốt em là áo kèm màu nha. 95.000 áo kèm màu. Chân váy kaki màu trắng là 85.000. Form 4 mơ gì, có size với size M 2 size. Đôi xe xỉ còn đúng không em? Đơn chị xe xỉ còn hàng nha chị ơi. Đơn chị xe xỉ còn nha chị. Rồi ok chị xe xỉ nha chị ơi. Chọn thêm like này rồi tối ship cho chị. Ok chị xe xỉ. Rồi chị nào mới vô nhớ chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi. Áo đỏ tay dài giùm em nè. Đỏ tay dài, cổ là cổ tròn. Đỏ tay dài, cổ tròn nha mấy chị ơi. Form này từ 40 đến 55, 56 kg là mang vừa em nha. 40 đến 55, 56 kg là mang vừa. Đây nha mấy chị ơi, cái này tặng miễn phí. Chị nào có chia sẻ like 40 đến 55, 56 kg giùm em nha. Tặng miễn phí, chị nào có chia sẻ like nè. Chuẩn bị em đọc mã tặng nha mấy chị ơi. Sẽ đọc mã tặng, em không bao nhiêu được chia sẻ rồi. Rồi tranh thủ chia sẻ like lên liền giùm em nha mấy chị ơi. Chấm bài chia sẻ like để khỏi bị ẩn comment nha. Rồi chia sẻ like liền giúp em nha mấy chị ơi. Áo này quả mịn đẹp lắm lắm luôn nha. Từ 40 đến 60 kg này có đầm hay áo cổ lọ. Cổ lọ là không có chị xỉ ơi. Rồi chuẩn bị em đọc mã nha mấy chị ơi. Rồi chốt giùm em là áo đỏ. Áo đỏ nha. Tặng miễn phí, chị nào chia sẻ like chốt áo đỏ giùm em nè. Áo đỏ nha mấy chị ơi. Chốt áo đỏ giúp em nha, áo đỏ. Chốt em áo đỏ nha mấy chị ơi. Áo đỏ giùm em nè, chốt em áo đỏ. Mấy ngon nhảy nhanh ghê luôn không? Nhảy mấy chị đó. Chị Huỳnh Trân nè.
Chị Huỳnh Trân áo đỏ, em nhìn vào máy chủ là chính xác. Huỳnh Trân áo đỏ có chia sẻ luôn. Rồi, em lên chân váy jean này, vải này nó không co giãn nha mấy chị ơi, vải này không co giãn. Em tri ân đầu like dành cho chị nào có chia sẻ like, giá cực kỳ rẻ luôn. Rẻ lắm lắm luôn nha. Rồi, mẫu này em có size L với size S hai size. Nỉ bông em hết rồi nha chị Hằng Trần ơi, nỉ bông hết rồi nha chị, thấy chị Minh Nguyễn nha, chị Minh Nguyễn ơi. Thấy chị Minh Nguyễn nha. Rồi, chân váy này em có size S với size L hai size. S với L hai size giùm em nha, cái này em bán tri ân nha mấy chị ơi, giá rẻ cực kỳ luôn nha. Bán tri ân giùm em nha, bán tri ân mẫu này nha mấy chị ơi. Size S với lại size L hai size, chất liệu là không co giãn giùm em nha. Chất liệu là không co giãn. Không có quần trong nha, cái này là size S là tầm size S là tầm 48 kg độ xuống và size L là 52 53 kg độ xuống giùm em nha. Áo hoodie cho chị dài mẫu của em. Không có quần trong giùm em nha mấy chị ơi. Mình mặc cái này mình mặc mấy chị mặc quần đùi á, quần đùi thun mặc váy bên trong giùm em nha. Không có quần bên trong đâu mấy chị ơi, một hai cái thôi nè. Rồi, tri ân giá rẻ đầu like dành cho chị nào có chia sẻ like giá 39.000. Rồi là em vừa bán vừa tặng luôn mấy chị ơi. Chân váy này nhập giá keo. Rồi, S với lại L 2 size, chị lấy chút em chân váy kèm size. Không có quần bên trong nha, không có quần bên trong. S là tầm 40 đến 48 kg mét 6 giùm em nha. Còn L là tầm 52, 53 kg mét 6 trở lại mấy chị ơi. Đó, 39.000 dành cho chị nào có chia sẻ like. Đẹp lắm nha mấy chị ơi. Rồi, hai túi phía sau giùm em nè, hai túi phía sau. Về phía trước như thế này giùm em nha. Rồi, chị đã lấy chân váy này chốt em chân váy kèm size S với lại L 2 size nha mấy chị ơi. 39.000 dành cho chị nào có chia sẻ like về hàng tri ân mà em bán giá rẻ là chị ép dụng trong cái like này nha mấy chị ơi. Sau like về lại giá cũ giùm em nha. Đó, size L với lại size S 2 size, S là 4. Đầm trắng đi chị, lên đầm trắng đi chị, đầm trắng nào chị Hồng Vy ơi. Váy size S chị Thanh Thỏ nè, Thanh Thỏ hết mới cũ em. Chị Thanh Thỏ cho em địa chỉ số thọ nha Thanh Thỏ ơi. Váy size S 39.000 có chia sẻ nè, cho em địa chỉ số thọ luôn nha chị. Rồi, váy size L. Rồi, em còn S với L luôn nha mấy chị ơi. L Nhung Phạm không vừa nha. Rồi, chị đã lấy chân váy 39 chốt liền giùm em nha. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Chị Ánh Tiên lấy size S cho em địa chỉ số thọ chị Ánh Tiên ơi. Ánh Tiên size S 39 này, cho em địa chỉ số hộ nha chị. Rồi em còn size L, L tầm 52kg lại giùm em nha. L tầm 52kg lại. Đẹp lắm, 39.000 vừa bán vừa tặng, rẻ cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy chốt giùm em nha. Em còn size S với size L luôn. Rồi chân váy rin 39.000, hàng tri ân đầu like dành cho chị nào có chia sẻ like. Rồi mấy chị ơi, S với L 2 size giùm em nha. Giờ lấy chân váy rin này đủ thì chốt lên giùm em nha. Chân váy rin kèm size. Móc lên em chân váy rin kèm size nha. Ý bồng bông L là chị không vừa đâu chị, tại vì nó không co giãn á. Tại vì nó không có co giãn. Rồi áo trắng này form 40 đến 60kg mang vừa. Trắng này giùm em nha mấy chị ơi. 40 đến 60kg mang vừa em nha. Tri ân giá 35.000 đầu like. Dành cho chị nào có chia sẻ like. Cái này áo này hàng vải đẹp lắm luôn giùm em nha mấy chị ơi. 40 đến 60kg là mang vừa hết luôn giúp em nha. Vải siêu co giãn. Rồi 35 nha, chốt em là trắng. 35.000 trắng dành cho chị nào có chia sẻ like nha mấy chị ơi. Rồi 35 trắng giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt em trắng 35 nha. Trắng 35 nhớ em là hàng tri ân, chỉ áp dụng khi đặt hàng trên like này. Sau like chốt qua tin nhắn hoặc là tới nhà là vẫn vé bình thường giùm em nha. Áo hút đi nha chị Si Sĩ ơi, em còn mấy mẫu này. Ủa có hai mẫu này hả? Yeah. Áo trắng nữa đâu? Áo trắng mày có hình nữa, 99.000 á. Em nhớ không? Hút đi đây nha mấy chị ơi. Chân váy em nhiều lắm luôn chị Ánh Tiên ơi, đợi từ từ em lên mẫu cho nha, coi nha. Chân váy nhiều mẫu lắm luôn á chị ơi.
Rồi. Đây em nha mấy chị ơi, hoodie là 99.000 một áo nha, chị xe xỉ em còn hai loại này. Đó là một cái mẫu. Nữa hả? Bắt đầu tìm nữa. Trắng không to á, mà có hình hình ở phía trước á. Rồi, áo hoodie 99.000 giùm em nha mấy chị ơi, em còn màu đỏ kem. Đúng rồi, màu đỏ kem với lại màu đỏ phối màu giùm em nha. Chị Thanh Thỏ là chung đơn với lại Ruby Heo. Đơn Ruby Heo là em đi hàng ngày hôm qua rồi nha Thanh Thỏ ơi. Ruby Heo là đi hàng ngày hôm qua rồi nha chị. Cho nên bây giờ là sẽ dồn lại nha chị, dồn lại cho chị nha, chứ còn đơn hôm qua đi rồi. Màu kem 99 chị xe xỉ nè em. Kem 99 chị xe xỉ. Rồi em còn màu đỏ phối xanh giùm em nha. Đỏ phối xanh nè. Đỏ phối xanh. Đỏ phối xanh với lại màu trắng giùm em 99.000 màu trắng. Màu trắng này form giấu quần luôn. 40 đến 60 kg là men vừa. Em hết màu kem rồi chị Phượng Nguyễn ơi. Bây giờ còn màu trắng với màu đỏ phối xanh giùm em nha chị. Còn trắng với lại đỏ phối xanh. Đỏ phối xanh 99, trắng 99 giùm em nha. Là em hết hoodie luôn á. Chị nào lấy thì béo em nha mấy chị ơi. Rồi em còn trắng 99.000 trắng nè. Với lại đỏ phối xanh giá 99.000 giúp em nha. Rồi chị nào lấy áo hoodie kìm màu 99.000 nha chị Lê Quỳnh Như ơi. Trắng 99.000 form 40 đến 60 kg men vừa, form giấu quần luôn giúp em nha. Trắng giá 99.000. Còn này là đỏ phối xanh 99 giùm em nha. Còn đúng hai mẫu này. Chị nào lấy chốt giùm em luôn nha mấy chị ơi. Giá 99.000 một cái nha. Hoodie trắng, hoodie đỏ phối xanh. Hoodie trắng, hoodie đỏ phối xanh giùm em nè. Tìm cái cọc quần này coi nó có sai gì chị. Dạ có quần ngố luôn nha chị Dòng Nguyễn ơi. Hồi nãy có một cọc ngố đen nữa. Mở bao ngố đen cũ không chị? Ngố đen cũ. Rồi chị Ánh Tuyên đợi em xíu nha. Cái quần này lưng siêu cao và chất siêu co giãn giùm em. 40 đến 56, 57kg mang vừa cái quần này luôn giùm em nha. 40 đến 55, 56kg mấy chị ơi. Quần ngố nè, quần này dễ thương lắm. Rồi 40 đến 55, 56kg giùm em nha mấy chị ơi. Quần này giá là 85.000. Giá 85.000, chất vải siêu co giãn giùm em mẫu này nha. Co giãn cực kỳ tốt luôn, dạng quần ngố. Nó co giãn lắm luôn mấy chị ơi. Và lưng là lưng siêu keo giùm em nha. Từ 40 đến 55, 56kg là men vừa luôn. 40 đến 55, 56kg là men vừa. Mấy chị nhìn cái lưng quần nè, cực kỳ keo và siêu co giãn giùm em nha. Giá là 85.000 một quần. Hàng free size. Chị lấy quần chốt em quần 85 nha mấy chị ơi. Quần 85.000 giúp em nha, mặc lên bụi cực kỳ luôn á. 40 đến tầm 55, 56kg là men vừa nha. Đó chốt em là nâu, 85.000 nâu. Và em có mẫu màu đen này, cũng 40 đến 55, 56kg. Màu đen này là giá nhiêu quên ta. Đen này giá 75 đúng không? Dạ, 75. Ngố size chị Dầu Nguyên em. Dầu Nguyên một cái. Rồi màu đen là 75.000 em nha. Màu đen nè, cũng 40 đến 55kg giùm em nè. Màu đen là 75. Đây nó rách như này nha. Màu đen rách như này mấy chị ơi. Rồi 75.000 chốt em đen 75. Còn màu nâu là 85. Màu đen là 75 giúp em nha. Chia sẻ like lên giùm em mấy chị ơi. Ngố đen 75, ngố nâu 85. Mà cái quần này nè dễ thương lắm mấy chị ơi. Lưng là lưng keo giùm em nha, lưng siêu keo luôn á. Rất nè. Màu nâu em nha, 85.000 chắc phải cực kỳ là co giãn luôn mấy chị ơi. Co giãn tốt lắm luôn nha. Dầu nguyên đưa cho đúng nha em, dầu không giấu nguyên nha. Thun form rộng hả? Còn nha đòn hoa cho mấy cái thun form rộng của em. Vải là keki nha chị Dầu Nguyên ơi, keki siêu co giãn giùm em nha chị. Chất vải keki co giãn nha. Không có vải rin đâu chị Dầu Nguyên ơi, có rin là em lên rin liền chứ. Còn này là chất keki co giãn nha, vải đẹp lắm luôn. 75.000 chốt em đen, 85.000 màu nâu nha. 85.000 màu nâu, 75.000 màu đen nha mấy chị ơi. Chất vải là keki dày dặn và siêu co giãn giùm em nha. Co giãn cực kỳ tốt luôn nha mấy chị ơi. Nâu 85, đen 75 giùm em nha. Chị nào lấy thì chốt đi mấy chị ơi. Rồi áo bi. Áo bi giá 65.000 giùm em nha mấy chị ơi. Bi 65, form 40 đến 60kg men vừa. Cái này form cháu quần giùm em luôn nha.
Bi 65.000, form là form giấu quần luôn nào mấy chị ơi. Chị nào lấy bi chốt em bi nha, giá 65.000 bi. Rồi bi giá 65 giùm em nha mấy chị ơi. À lấy bi 65 chốt em lại bi giá 65.000 bi nha. Bi giá 65.000 bi. Bi 65 giùm em nha mấy chị ơi. À lấy bi chốt em bi nha. Giá 65.000 bi. Sơ mi trắng màu nãy quen, sơ mi trắng trơn nữa. Rồi sơ mi trắng giùm em nha mấy chị ơi, giá là 55.000. Sơ mi này form 40 đến 50 55 56 kg làm em vừa giùm em nha. Giờ lấy sơ mi chốt em sơ mi. Nó chạy viền hai bên phía trước nha mấy chị ơi. Chóp vải kê tơ rất là mịn luôn nha. Chạy viền phía trước giùm em sơ mi màu trắng giá 55.000. Đó chạy viền ở trước giúp em nha. Chị lấy sơ mi chốt em sơ mi trắng nè, 55.000. Form 40 đến 55 56 kg giùm em nha. 40 đến 55 56 kg giá là 55.000, còn đúng cái cuối. Rồi chị nào lấy chốt em là sơ mi trắng 55 nha mấy chị ơi. Sơ mi trắng giá 55.000. Cái này nó bị ấy rồi nè. Ôi, chị nhớ cái sơ mi trơn nó nói cái này hả? Rồi áo hồng form 40 đến 60 kg men quần em nha mấy chị ơi. Thun form rộng màu trắng trơn không có như dầu nguyên. Rồi này chị nào lấy chốt giùm em là hồng nha mấy chị ơi. Sơ mi hồng 40 đến 60 kg men vừa. Giá là 85.000 nha mấy chị ơi. 85.000 chốt em sơ mi hồng 85 nha. Sơ mi hồng giá 85.000 sơ mi hồng. Đây vải là vải rất là đẹp luôn, dày dặn, cổ là dạng cổ V như thế này giúp em nha. Đây mấy chị ơi. Rồi chốt em là sơ mi hồng giá 85.000 sơ mi hồng giùm em nha. 40 đến 60 kg là men vừa áo này luôn á. Form rộng rãi thoải mái nha mấy chị ơi. Rộng rãi thoải mái giúp em nha. Rồi chốt em hồng giá 85.000 hồng nha mấy chị ơi. Hồng 85. Sơ mi trắng này em còn đúng cái cuối cùng nè. Áo len cổ lọ không có chị Hà Nguyễn ơi. Rồi mẫu này chốt em sơ mi trắng 40 đến 55 56 kg lại men vừa. Sơ mi hồng cho Minh Thư. Sơ mi hồng Minh Thư. Rồi mẫu này chốt em là sơ mi trắng nha. Lưng keo nha, dầu nguyên yên tâm chị dầu nguyên lấy cái màu đen ngố đen 75 luôn rồi em. Rồi hồng sơ mi hồng cho Minh Thư nha em, hết sơ mi hồng nha mấy chị ơi. Rồi chốt em là trắng 85.000, vải beo dày dặn beo đẹp luôn mẫu này giùm em nha. Chị lấy chốt em là sơ mi trắng 40 đến 55 56 kg giùm em nè. Ủa em cái hồng kia giống không? Khác không? Rồi, sơ mi trắng trơn lê cảnh 85 nè em. Rồi mẫu này chốt em mẹ số 10, 40 đến 56 57 kg giùm em nha. 40 đến 56 57 kg giùm em nha mấy chị ơi. 40 đến 56 57 kg ok Dung Phạm nè. Rồi chị nào lấy cái này chốt em là mẹ số 10 nha, mẹ số 10. 40 kg đến 56 57 kg giùm em, giá 85.000 mẹ 10. Nó tương tự cái hồng hồi nãy nha, nó khác một xíu à. Rồi chị nào lấy mẻ 10 chốt em mẻ 10 85.000 mẻ số 10 mấy chị ơi. 85.000 chốt mẻ 10 giùm em nha. 85.000 mẻ 10. Mẻ 10 cho Minh Thư luôn, Minh Thư mẻ 10. Rồi sơ mi sọc 85.000 giùm em nha. 40 đến 60 kg men vừa, chị lấy sơ mi sọc chốt em sơ mi sọc mấy chị ơi. 85.000 sơ mi sọc giùm em nha. Chị lấy sọc chốt sọc nè. 85.000 sơ mi sọc, chị lấy chốt em sọc nha. Form 40 đến 60 kg men vừa luôn giùm em nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg men vừa luôn giùm em nha. 85.000 form giấu quần luôn mấy chị, vải đẹp cực kỳ luôn nha. Sơ mi sọc rất là lẹ luôn nè. Chốt em sơ mi sọc nha mấy chị ơi, 85.000 sơ mi sọc. Rồi caro 85.000 caro form giấu quần 40 đến 60 kg là men vừa em cái caro này nha, có túi một bên rồi mấy chị ơi. Vải đẹp cực kỳ luôn nha. Chốt em là caro 85.000 caro. Caro 85 65 kg không vừa nha đồng hồ ơi. Nhỏ này 65 kg không? Vừa nha đồng hồ, cái này to lắm vừa á. Sọc này bè vừa luôn á đồng hồ. To lắm nè. Rồi chị nào lấy sọc chốt sọc giùm em nha. Chị nào lấy caro chốt em caro 85.000 caro.
cây rôn còn đúng cái à. Sọc ở trong còn nữa nha. Sọc chị Nguyễn Huyền, sọc mà sọc đẹp lắm luôn, mặc dấu quần cực kỳ dễ thương giùm em nha. Còn không? Sọc cho chị Nguyễn Huyền với đòn ho Ninh Hòa. Đòn ho với cái đơn hả? Chị Nguyễn không giấu Huyền. Rồi cái này chốt em Kero 85.000 Kero nha mấy chị ơi. Vải bao đẹp luôn, 85.000 Kero giùm em nha, còn đúng cái Kero cuối cùng. Rồi sơ mi giùm em nha mấy chị ơi, màu xanh nhạt. Sọc vải đẹp lắm, sọc còn em. Em hết sọc rồi nha chị Lê Thu ơi. Rồi áo này cổ nó như thế này nha mấy chị ơi, chắc vải kether rất là đẹp luôn nè. Form này 55kg trở lại giùm em nha, 55kg lại giùm em nè. Sọc hết luôn chưa? Để lòi lòi ra nha. Rồi chốt em là sơ mi xanh nha mấy chị ơi, chốt em xanh 85.000 xanh. Xanh 85.000 xanh giùm em nha. Em hết sọc nha mấy chị ơi. 85.000 xanh giùm em nè mấy chị ơi. À lấy xanh chốt em xanh nha. Giá 85.000 màu xanh. Form 40 đến 55kg giùm em, hàng Quảng Châu, vải đẹp cực kỳ luôn nha. Chốt em xanh nè, 85.000 màu xanh. Rồi cái này chốt em là sọc đỏ nha mấy chị ơi, sọc đỏ nè. Sọc xanh hai màu. Form này 40 đến 56 57kg giùm em nha. 40 đến 56 57kg chốt em là sọc đỏ. Sọc đỏ. Rồi sọc xanh nha mấy chị ơi, giá 85.000. Chốt em là sọc đỏ nè. Sọc xanh giùm em nha, sọc đỏ, sọc xanh hai màu. Giá 85.000 áo mấy chị ơi. Số vải này rất là mịn, rất đẹp luôn giùm em nha. Hàng đẹp lắm luôn. 85.000 form 40 đến 56 57kg giùm em nè, sọc xanh. Cái này chốt em này xanh nhạt. Rồi này sọc đỏ nha mấy chị ơi. Rồi chị lấy chốt em sơ mi kìm màu nha. Sơ mi kìm màu, sọc đỏ, sọc xanh. Trong này là xanh nhạt giùm em nha. 85.000. Chị lấy chốt em áo kìm màu nha mấy chị ơi. Coi sơ mi gì á. Cảm ơn chị Mimi Nhon nha. Mimi Nhon ơi, cho chị hỏi với riêng size bao nhiêu ký vậy em? 40 đến tầm 48kg em nha chị ơi. Tuyết Anh Trương sọc xanh em. Chị Thanh Thỏ ơi, S hồi nãy là tầm 40 đến 48kg 1m6 giùm em nha chị. Chân váy đó em có size L nữa nha Thanh Thỏ ơi. Rồi sọc em còn sọc đỏ nha. Áo này giá là 65.000, form 40 đến 56 57kg giùm em nha. Chị lấy đen chốt em đen nè. Chị nào lấy đen chốt em đen, giá 65.000 đen. Đen này cổ là cổ tim nó phối màu như này giúp em nha. 40 đến tầm 56 57kg giùm em vừa áo này. Chốt em đen giá 65.000 màu đen nha mấy chị ơi. Rồi đen giá 65.000 giùm em nha, vải len phối màu nè, rất là dễ thương luôn mấy chị ơi. Chốt em là len đen nha. Chân váy rin. Lên chân váy rin, chân váy rin. Đây. Đây váy rin còn hai lọ này. Váy rin lọ này giá là 95.000 giùm em nha mấy chị ơi. 95.000 giùm em nha. Ủa trắng trơn sao còn cái gì? Hồi nãy ấy hai sọc vậy không phải. Rồi chân váy riêng loại này là giá 95.000 giùm em nha mấy chị ơi. Coi cái này còn size gì. 2024 95.000 mẫu này có quần bên trong giùm em, giá 95.000 vải co giãn. Vải co giãn giùm em nha mấy chị ơi. Cái này em có size S nè. 95.000 có size S với size M. Có size S với size M hai size, giá 95.000 mẫu này giùm em nha. Mẫu này em có quần bên trong luôn mấy chị ơi. Có quần bên trong chất vải co giãn size X với size M hai size. Giờ lấy mẫu này chốt em mẻ số 1 kèm size nha. 95.000 mẻ 1 kèm size. Size M cho chị Nguyệt Nguyễn size M. 95.000 chị Nguyệt Nguyễn size M. Rồi em còn size S nha mấy chị ơi, hết size M nha Ngọc Thúy ơi, còn size S nha. Còn size S. Giờ lấy size S chốt em size S nè. Còn size S còn nữa không em? Em còn size S thôi nha mấy chị ơi, hết size M rồi. Em mời cho chị Nguyệt Nguyễn nha, hết size M nha Ngọc Thúy ơi. Rồi 95.000 em còn đúng cái size S nha, chốt em mẻ 1 size S. Mẻ 1 size S nha mấy chị ơi. Mẻ 1 size S. Rồi mẻ 2 này cũng có quần bên trong 95.000 và mẫu này em chỉ có size S thôi nha.
Rồi mẻ 2 chị có size S nha mấy chị ơi, chốt em mẻ 2 size S, chốt vải co giãn giùm em nha. Mẫu này vải co giãn. Chị Ánh Tiên lấy mẻ 1 size S đúng không chị ơi? Ánh Tiên lấy mẻ 1 size S đúng rồi, ok giùm em nha. Ánh Tiên với lại Tuyết Anh Trương luôn. Ánh Tiên size S, Tuyết Anh Trương size S, không có size L nha Nhung Phạm ơi. Rồi mẻ số 2 chị có size S nha mấy chị ơi. Vải co giãn giùm em nha. Rồi chị nào lấy số 2 size S chốt em là số 2 size S nha. Số 2 size S, mẫu này vải mịn lắm luôn mấy chị ơi, có quần bên trong. Vải mịn có quần bên trong giùm em nha, hai túi phía trước như thế này nè. Hai túi phía trước có dây kéo phía trước giùm em luôn. Rồi phía sau mấy chị ơi, vải co giãn. Rồi chị nào lấy mẻ 2 size S chốt em là mẻ số 2 size S nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, vải co giãn luôn giùm em nha. Rồi mẻ 2 size S, mẻ 2 thì có size S thôi nha mấy chị ơi. Chị lấy mẻ 2 chốt em mẻ 2 size S nha. Áo chéo này còn 2 cái không? Rồi áo nhún đắp chéo màu vàng này giùm em nha mấy chị ơi. Cái này còn đúng 2 cái. Rồi giá sale còn 65.000. Form này 40 đến 55 kg giùm em nha, chốt em vàng 65. 40 đến 55 kg là vừa hết giùm em nha, chốt em vàng giá 65.000 vàng. Mặt đắp chiếu que như thế này nó bo nhúng giùm em nha. Rồi 65.000 màu vàng mấy chị ơi. Chị lấy vàng chốt em vàng 65 nha. 40 đến tầm 55 kg giùm em nè, còn đúng hai cái vàng. Mặt đắp que phải co giãn lắm luôn nha mấy chị ơi. Đắp que trở vai như thế này, phải co giãn. Rồi 65.000 màu vàng. Trong váy chị mặc còn size M nha Ngọc Thúy ơi, giá 85.000, còn size M nha. Còn size M luôn. Lấy thì béo nha em ơi. Trong váy mặc là con S với M luôn, hai size nha. Chị lấy béo đi. Rồi màu vàng giá 65 giùm em nha. Chị lấy vàng chốt vàng 65.000 màu vàng. Trở vai giùm em nè, vàng. Rồi mẫu này giùm em nha mấy chị ơi. Lấy chân váy chị mặc size M cho Ngọc Thúy chụp EBT luôn. Rồi áo màu vàng dạng cổ vét bỉa ra như này giùm em nè. Form từ 40 đến 55 56 kg. Dạ bi seme giá 95.000 nha chị Nguyệt nghe võ ơi. Bi seme giá 95.000 một bộ nha chị. Form từ 40 đến 52 53 kg giùm em nha. Nếu như muốn coi màu thì nói em để em lên màu chị nha chị ơi. Rồi áo này giá 75.000 chốt em vàng 75. Form từ 40 đến 55 kg giùm em nha mấy chị ơi. Form từ 40 đến 55 kg giùm em áo này nha. Vải rất là đẹp luôn nè, dạng cổ là cổ vét. Ở dưới nó có bo nhúng cho mình nha, và nút từ trên xuống dưới luôn. Giá 75.000 chị lấy vàng 75 chốt em là vàng 75 nha. Vàng 75. Vàng 75 nha mấy chị ơi. Ủa em đi xem nè, lấy màu ra hết chưa rồi. Rồi bi xe me giá 95.000 một bộ giùm em nha. Form 40 đến 52 53 kg. 40 đến 52 53 kg giùm em nha mấy chị ơi. Có thỏ nè em, ở trong đó còn một bộ gì đó, gấu hồng gì đó lấy đi. Có đó bộ đó. Rồi bi xe me 95.000 giùm em nha mấy chị ơi. Form 40 đến 52 53 kg. Rồi bắt đầu đưa màu lên cho mấy chị nha. Áo tay dài, quần dài. Chất vải là kete, vải rất là dày dặn và rất là mịn giùm em nha. Yên tâm chất vải, mặt nó rất là dễ chịu luôn nè. Không có bị thô cứng gì hết nha. Rồi chốt em là thỏ hồng, 95.000 thỏ hồng. Thỏ hồng nha mấy chị ơi. Rồi này chốt em là hoa nâu, giá 95.000 hoa nâu. Hoa nâu 95 giùm em nha mấy chị ơi, hoa nâu. Áo tay dài, quần dài luôn giùm em nha. Rồi cái này chốt em là gấu vàng, 95.000 gấu vàng. 95.000 gấu vàng giùm em nha mấy chị ơi. Rồi chốt em là hoa vàng, 95.000 hoa vàng. Hoa vàng. Mẫu chân váy có dây kéo thì có đai nịt đúng không em? Mẫu chân váy có dây kéo thì có đai nịt không? Chân váy có dây kéo quá coi chị.
đưa lại em xé đó. Rồi cái này chốt em là gấu hồng nha mấy chị ơi, 95.000 gấu hồng. Đây nha chị ơi, nó không có kìm nịch nha chị, nó có đai nhưng mà nó không kìm nịch nha chị ơi. Thì trong cái đinh này nó chỉ có đai cho mình nha, nhưng mà không có kìm nịch nha chị. Rồi 95.000 giùm em nha chị Ánh Tiên ơi. Rồi chốt em là gấu hồng, 95.000 gấu hồng. Chốt em là màu đỏ ngựa nha mấy chị ơi, hình con ngựa nè. Chốt em đỏ ngựa nha. Đỏ ngựa, 95.000 đỏ ngựa. 40 đến 52 năm be ký giùm em nè. Rồi chốt em đỏ chữ, chất vải ke tơ, vải rất là mịn và dày dặn, mấy chị yên tâm giùm em nha. 95.000. Mặc mùa này nè mấy chị ơi, mặc ở nhà đồ á, ấm áp lắm luôn, mùa hè mặc dưỡng da cũng được. Rồi chốt em này chữ đỏ nè, chữ đỏ. Ngựa đỏ giùm em nha, ngựa đỏ. Gấu hồng. Gấu hồng nha mấy chị ơi, gấu hồng. Hoa vàng. Gấu màu vàng. Hoa màu nâu. Thỏ hồng. Đây nha mấy chị ơi, tổng cộng những màu này nha. Giờ lấy màu gì chốt em màu đó. Rồi giờ lấy bizeme màu gì bẻ màu đó giùm em nha mấy chị ơi, em quay mẫu khác cho mấy chị nè. Rồi em quay màu khác nha. Áo thun giấy nè. Rồi áo thun giấy màu hồng giùm em nha mấy chị ơi, tay dài. Form 40 đến 55 56 kg giùm em nha. Áo thun giấy 40 đến 55 56 kg. Váy jean vừa rồi là có size S thôi nha chị ơi, size S tầm 40 đến 48 kg giùm em nha chị. Áo khoác form rộng hả? Khoác form rộng có khúc dù em mà. Nó có dù đen không? Rồi áo này màu hồng giùm em nha mấy chị ơi, 85.000 áo thun giấy nè, tay dài màu hồng. Form 40 đến 55 56 kg giùm em nha. Giờ lấy áo hồng, chốt em áo hồng, giá 85.000 áo hồng. Hồng nha mấy chị ơi, dạng thun giấy, tay dài giùm em nha. Chốt em áo hồng, giá 85.000 màu hồng. 85.000 màu hồng giùm em nha mấy chị ơi. Giờ lấy hồng, chốt em hồng nha. 85.000 hồng. 85.000 màu hồng. Rồi áo hồi nãy có màu vàng nữa nha. Hồng với vàng hai màu. Hồng với vàng hai màu giùm em nha mấy chị ơi. Hồng vàng hai màu. Cho nó lấy chốt em là áo thun giấy kìm màu nha. Hồng với vàng hai màu, áo thun giấy kìm màu. Đây nha mấy chị ơi, 40 đến 55 56 kg giùm em nha. Vàng hồng hai màu. Rồi áo khoác dù 85.000, 40 đến 60 kg men vừa, form của nó là form rộng rãi thoải mái nha mấy chị ơi. Rộng rãi giùm em nha. Rồi tay của nó có đây. Phối màu. Tay có phối màu giùm em nè. Rồi 40 đến 60 kg giùm em nha. Áo khoác dù 85.000. Có hai túi hai bên luôn nha mấy chị ơi. Chị lấy khoác dù, chốt em khoác dù nha. Khóc dù giùm em nha mấy chị ơi, 85.000 khóc dù. Chị nào lấy khóc dù, chốt em khóc dù nha. Đó, tay là phối màu giùm em nè. 85.000 vải dù, rất là mịn, rất là đẹp luôn. Đây giùm em nha mấy chị ơi. Chốt khóc dù giá 85 giùm em nha. Rồi 40 đến 60 kg vừa hết giúp em mẫu này. Rồi A lấy khóc dù, chốt em khóc dù một màu duy nhất nha Minh Thư ơi. Một màu nha em ơi, cái này đúng một màu. Cái gì cái quần này. Khóc dù gì vỏ thu hằng. Vỏ thu hằng khóc dù. Chị nào lấy khóc dù nữa chốt em nha mấy chị ơi, 85.000 khóc dù. Rồi quần này 40 đến 60 kg là men vừa hết giùm em nha. 40 đến 60 kg là men vừa hết. Cái quần kaki màu trắng này giùm em nè. Giá là 85.000, có 2 túi 2 bên. Chị lấy quần trắng, chốt em quần trắng nha. 85.000 quần trắng. Lưng là lưng thun nè mấy chị ơi. Lưng là lưng thun giùm em nha, lưng thun. Rồi có hai túi hai bên luôn. 40 đến 60 kg là men vừa hết mẫu này. Chị nào lấy khóc dù nữa thì chốt giùm em nha. Khóc dù em còn nha mấy chị ơi, còn một hai cái nữa là hết. Còn hai cái nữa không ngon. Rồi chị nào lấy quần trắng, chốt em quần trắng nha. 40 đến 60 kg là men vừa hết giùm em luôn, vải kaki. Yên tâm không có sợ mỏng mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này không sợ mỏng nha. Vải kaki dày dặn lắm luôn nè, hai túi hai bên. Lưng là lưng thun siêu thoải mái luôn, không bị bó bụng nha. Cái này không bị bó. Rồi chốt em quần trắng, giá 85.000 quần trắng nha, đúng một cái. Đúng một cái giùm em nha mấy chị ơi.
Chốt em quần trắng 85.000 lưng keo. Đây, cho xem lại khóc dù em. Rồi chị lấy quần trắng, chốt em quần trắng nha, 85.000 quần trắng. Áo hoodie hình mặt cười. Hơn 40 đến 60 65 cứ gì vừa hết giùm em mẫu này luôn nha. Giờ lấy áo mặt cười, chốt em là áo mặt cười 75.000 áo mặt cười giùm em nha. Rồi phần này có nút cài nè mấy chị ơi, rộng rãi thoải mái có nón giùm em nha. Chốt em là áo mặt cười giá 75.000. Rồi áo mặt cười giá 75 giùm em nha mấy chị ơi. 75.000 hốt dù đây nha Nguyễn Linh. 85.000 40 đến 60 kg làm em vừa hết giùm em mẫu này nha. 85.000 form 40 đến 60 kg là vừa hết giùm em mẫu này nha mấy chị ơi. Tay của nó nè, đúng một màu duy nhất nha, nhận hàng ưng ý liền luôn, giá là siêu rẻ luôn nha mấy chị ơi. 85.000 thôi cực kỳ rẻ giùm em nha. Tay có bo thun nè, phối màu. Rồi mũ nó như thế này nha, em còn đúng hai cái cuối cùng. Hàng này hàng Quảng Châu giùm em nha mấy chị ơi, hàng Quảng Châu giúp em nha, bao đẹp luôn 85.000. Rồi còn đúng hai cái 40 đến 60 kg là mang vừa hết giùm em luôn nha. Phần dưới có rút dây nha mấy chị ơi. Phần dưới có rút dây em nha, mặc tới đâu rút tới đó nè. Rồi chị lấy cốt dù chốt em nha, còn đúng hai cái cuối cùng. Cốt dù cho Minh Thư một cái nha. Minh Thư cốt dù. Rồi áo đen giùm em nha, form 55kg trở lại, 40 đến 55kg giùm em nha. Áo đen giá 85.000. Chị lấy đen chốt đen 85 giùm em nè. Đen 85 giùm em nha. Hốt dù còn cá nữa nha mấy chị ơi, ai lấy thì béo em nha. Rồi phía sau là lưng thun. Phía sau lưng thun form 40 đến 55kg là mang vừa giùm em mẫu này luôn nha. Màu đen giá 85.000. Tay của nó nè mấy chị ơi, dễ thương lắm luôn nha. Chốt em đen giá 85.000 màu đen. Chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi. Rồi chốt em đen giá 85.000 màu đen nha mấy chị ơi. 85.000 màu đen giùm em nha, form ngắn ngắn. Rồi 40 đến tầm 55kg giùm em nè, chốt em đen giá 85.000. Ngọc Thúy đen nè em. Rồi mẫu này giùm em nha mấy chị ơi. Áo này phần trên là lưới. Phần trên là lưới giùm em nha, phối lưới nè. Vải đẹp cực kỳ luôn. Form này á 52 53kg trở lại giùm em nha. 52 53kg lại giá 85.000, chốt em trắng 85. Phối lại chân váy, cái này mặc đi tuyệt được mấy chị ơi, phối chân váy nè, mặc đi tuyệt được nha. Rồi ở trên là nó phối lưới mỏng như này cho mình. Rất là mịn, rất là đẹp luôn nè. Rồi phần dưới của nó nha mấy chị ơi, vải đẹp cực kỳ luôn. 85.000 chốt em trắng 85, form 52 53kg lại nha. 40 đến 52 53kg giùm em nè. Đúng một cái duy nhất giùm em nha mấy chị ơi. Chốt em màu trắng, dây kéo nằm ở phía sau lưng nha. Đó, dây kéo nằm phía sau lưng giùm em nè. Chốt em trắng giá 85.000 màu trắng giùm em mấy chị ơi. Trắng giúp em nha, đúng một cái duy nhất màu trắng. Đừng có treo nha em. Xếp lên màu trắng xếp lại. Rồi mẫu này giùm em nha mấy chị ơi, giá là 85.000 một áo dạng cổ vuông, form 40 đến 55kg giùm em nha. Mặc vô trong người nó căng ra rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Dạng trắng cho Thùy Trinh, 85.000 trắng Thùy Trinh. Rồi cái này chốt em nha mấy chị ơi, 40 đến 55kg, giá 85.000 chốt em mẻ 10. Chốt em mẻ số 10 nha, 85.000 mẻ 10. Chờ lấy mẻ 10, chốt em mẻ 10. Mẻ 10 giùm em nha mấy chị ơi, mẻ 10. Ngọc Thúy lấy mẻ 10 này đúng không em ơi? Chị nào lấy cái này chốt giùm em nha mấy chị ơi. À Thùy Trinh áo xanh hôm bữa đúng không? Ok em nha. Cho chị coi lại khóc dù chị mặc vừa nha chị xe xỉ ơi. Mẻ 10 cho Ngọc Thúy 85 này em. Ngọc Thúy mẻ 10 85.000. Chị xe xỉ coi lại khóc dù. Khóc dù còn cái này chị xe xỉ ơi, lấy bé luôn nha chị ơi, mặc vừa nha. 85.000 giùm em nha chị ơi, còn đúng cái cuối cùng. Còn đúng cái cuối cùng giùm em nha chị. Khóc dù 85.000. Khóc dù 85.000 giùm em nha mấy chị ơi. Rồi chị lấy khóc dù chốt giùm em nha. Còn đúng cái cuối cùng. 85.000, ok chị xe xỉ khóc dù nè.
Rồi mẫu này dùm em nha, 40 đến 60 kg là mang vừa luôn. Rồi ok Thùy Trinh, 40 đến 60 kg mang vừa luôn dùm em nha, màu hồng ruốc, giá 85.000 dùm em nè mấy chị ơi. Giá 85.000 màu hồng ruốc, trên vai mấy chị cột bao nhiêu tùy ý mình à, điều chỉnh được nha. Vải tay nó dạng tay xỉ, vải cột nơ ở đây luôn, cực kỳ dễ thương luôn mấy chị ơi. Chốt em hồng ruốc, giá 85.000 hồng ruốc. Cỡ vai dùm em nha, mặt cỡ vai. Rồi 85.000 màu hồng ruốc dùm em nha mấy chị ơi. 85.000 màu hồng ruốc giúp em nha. Móc dù kiểm tra lại coi thử còn nữa không. Rồi chờ lấy cái này chốt em hồng ruốc nha mấy chị ơi, hồng ruốc. Hồng ruốc dùm em nha. Rồi chị Đỗ Nguyễn Yến Vy nè, cứ lên địa chỉ số điện thoại dùm em nha chị. Để em tìm hàng em bỏ vô. Đỗ Nguyễn Yến Vy cho em địa chỉ số điện thoại luôn. Rồi chốt em là hồng ruốc 85.000 nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg là mang vừa hết mẫu này giúp em nha, trở vai, vải nè, beo đẹp luôn. Chốt em hồng ruốc nha mấy chị ơi, 85.000 hồng ruốc giùm em nha. Hồng ruốc 85. Huyền coi cái này còn màu gì không em? Huyền coi trên màu gì nữa. Rồi áo đen này form 52 kg trở lại giúp em nha mấy chị ơi. Phía sau là có dây kéo giùm em nha. Phía sau là có dây kéo. Rồi phía sau có dây kéo dùm em nè mấy chị ơi. Có cái hoa ở đây, có cái hoa to ở đây dùm em nha, bị chói. Rồi mấy chị mặc trở vai hoặc là mặc lên trên cũng được nha. Áo này giá 85.000 có màu đen. Màu đen với lại màu kem sữa dùm em nè. Rồi chị Yến Vy để em tìm thử còn hay không rồi em để vô chị nha. Chụp lại dùm chị em. Đỗ Nguyễn Yến Vy. Rồi áo này 85.000 form 52kg trở lại dùm em nha, 40 đến 52kg. Em có màu kem sữa, màu trắng với lại màu đen ba màu. Kem sữa trắng đen ba màu, form 40 đến 52kg dùm em nha. Dây kéo nằm phía sau, áo kiểu mặc đi tuyệt được nha mấy chị ơi. Mặc trở vai hoặc là mặc lên trên luôn cũng được. 85.000 có màu trắng nè, màu kem sữa nè với màu đen ba màu. Form từ 40 đến 52kg dùm em. Form 40 đến 52kg. Chụp chưa Huyền? Rồi chị lấy cái này chốt dùm em. Áo kìm màu nha mấy chị ơi. Trắng dùm em nè. Trắng kem sữa với màu đen ba màu nha. Trắng kem sữa đen ba màu 85.000. Chị lấy béo em nha mấy chị ơi. Áo thun trắng trơn giá 50.000. Form 40 đến 40 đến 60kg men vừa luôn nha. Chốt em trắng. Máu nhiều quên. Trắng 50 nha mấy chị ơi. À lấy trắng chốt trắng 50 giùm em nha. Trắng 50 nha mấy chị ơi. Trắng 50 giùm em nha. Chị lấy trắng 50 chốt trắng 50. Trắng đúng một cái nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg là mang vừa giùm em nha. Chốt em trắng 50. Này dễ thương lắm mấy chị ơi. Vải rất là mềm, rất là mịn luôn nha. Giá 50.000. 40 đến 60 kg đều mang vừa giúp em mẫu này. Chị lấy trắng chốt em trắng 50. Rồi áo caro màu đỏ trở vai nha mấy chị ơi. Form này 40 đến 55kg giùm em nha. 40 đến 55kg giá 85.000. Chốt em caro đỏ 85. Caro đỏ 85.000 giùm em nha mấy chị ơi. 40 đến 55kg 85.000 caro đỏ nha. Cho áo khác nữa quay em. Một hai khóc nhung nữa. Rồi khóc dù à, chị đang tìm hàng này Yến Vy ơi, tại vì sợ nó còn sốt trong này nè. Để có gì chị kiểm tra hàng xong rồi chị báo cho em nha. Nếu như mà còn thì để em hai cái. Tí like xong thì kiểm tra hàng lại rồi chị báo liền cho nha. Có gì chị gọi điện thoại thì báo cho. Rồi áo khóc nhung 135.000 một áo nha mấy chị ơi. Khóc nhung 135 giùm em nha. Áo này em có màu luôn nè. Chị nào muốn coi màu khóc nhung thì nói em nha mấy chị ơi. Form từ 40 đến 55 56kg giùm em nha. 40 đến 55 56kg. Khóc nhung là em có màu luôn nha mấy chị ơi. Khóc nhung là em có màu luôn, giá là 135.000 một áo nha. Khóc nhung có màu luôn, giá 135.000 một áo. Hàng hai lớp beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. Hàng hai lớp giùm em nha, hàng hai lớp. Giá 135, form nó hơi ngắn ngắn, dạng form ngắn giùm em nha. 40 đến 55 56 kg là men vừa khóc nhung. Giá 135.000 áo.
Rồi khóc nhung nha, giá 135 một áo giùm em nữa chị ơi. Ok em Yến Vy nè. Rồi khóc nhung giá 135 giùm em nha, 40 đến tầm 55 56 ký giùm em vừa mẫu này. Đây nha mấy chị ơi, bao đẹp luôn. Khóc nhung nha mấy chị ơi, em có màu đỏ này, màu tím nè. Chị nào muốn coi màu khóc nhung thì nói em nha, em lên màu, tại khóc nhung có nhiều màu lắm luôn. Đỏ nè, tím nè mấy chị ơi. 40 đến tầm 55 56 ký giùm em nha. Tím này tay của nó như thế này. Rồi đây nha mấy chị ơi, đỏ này, tím nè. Hai màu giùm em nha. 135.000 áo phom giống như em đang mặc, phom ngắn hàng hai lớp. Túi của nó là có dây kéo giùm em luôn nha, hai túi hai bên có dây kéo. Giá 135.000 một áo giùm em khóc nhung nha mấy chị ơi. Chị nào muốn coi màu khóc nhung thì nói em nha, để em lên màu. Khóc nhung nhiều màu. Rồi áo 85.000 giùm em nha mấy chị ơi. Form này 55kg trở lại giùm em nha. Chốt em là áo xanh 85.000 áo xanh. Form 55kg trở lại men vừa. Rút điều chỉnh lại giùm em phần trước nè. Rồi áo này 40 đến 55kg giùm em nha mấy chị ơi. 40 đến 55kg giùm em nha. Giá là 85.000. Giờ lấy xanh nhúng, chốt em là áo xanh nè. Áo xanh giùm em nha, 85.000 áo xanh, 40 đến tầm 55 56 ký là vừa hết luôn nha. 40 đến tầm 55 56 ký là vừa hết mẫu này giúp em nha mấy chị ơi. Giờ lấy áo nhung chốt áo xanh, chốt em áo xanh nha. Xanh 85.000 áo xanh. Xanh 85 nha mấy chị ơi. Rồi áo nâu giùm em nè, nâu form này 52 40 đến tầm 52 53 ký giùm em nha. 40 đến 52 53 kg chốt em là nâu lưới, áo nâu nha mấy chị ơi, nâu. Chốt em là nâu nha. Tay của nó này lưới rất là mềm, rất là mịn luôn, không bị thô cứng, không bị ngứa nha. Rồi 40 đến tầm 52 53 kg giùm em nè, chốt em là nâu 85.000 màu nâu, đúng một cái duy nhất nha mấy chị ơi. Rồi nút cài ở đây và có dây kéo phía sau lưng giùm em nha. Rồi 40 đến tầm 52 53 kg giá là 85.000. Chị lấy chốt em nha mấy chị ơi. Áo khóc xanh sau lưng. Khóc xanh đây không chị? Áo này là áo dạ giùm em nha chị ơi. Giá là 165.000 áo. Cái áo này còn sai gì? Huyền đi vô bước mở coi. Áo này có màu xanh, màu hồng, hai màu. Áo này có xanh với hồng hai màu giùm em nha. Có size. Rồi form này 40 đến 55 kg giùm em nè. Màu xanh là em còn size S, màu xanh là còn size S tầm 40 đến 52 53 kg giùm em nha. Còn màu hồng á là còn size M tầm 55 56 kg, đó lại là men vừa giá 165.000 một áo. 165.000 một áo giùm em nha mấy chị ơi, giá 165. Áo khóc dạ nha, đồng giá 165.000 giùm em. Màu hồng là size M tầm 55 56 kg đó lại. Màu xanh là size S tầm 52-53 kg lại giùm em nha. Rồi 165.000. Giờ lấy mẫu này chốt em mã số B. Mã số B nha mấy chị ơi, 165 mã số B kèm màu. Rồi mẫu này chốt giùm em là mã số 2 nha mấy chị ơi, chốt em mã 2. Mẫu này thì em có màu hồng với màu đỏ hai màu. Có hồng với lại đỏ hai màu giùm em nha. Form 55 kg trở lại men vừa. Hồng đỏ hai màu, size S với size M hai size giùm em nha. Màu hồng nè. Rồi với màu đỏ hai màu giá 165.000, áo khóc dạ nha mấy chị ơi. Hồng đỏ hai màu, đổi cái móc đi em. Rồi màu đỏ giùm em nha mấy chị ơi, khóc dạ giá là 165.000 áo nha. Khóc dạ này em còn vài cái nè. Rồi S với M 2 size, màu đỏ size S với size M 2 size. 165.000 giùm em nha mấy chị ơi. Chị lấy khóc, chốt em khóc nha, kèm màu kèm size luôn. Hồng đỏ hai màu. Hồng nha mấy chị ơi. Rồi màu đỏ giùm em nha, hai màu giá 165.000. Hồng đỏ hai màu. Và cái mẫu này nó đơn giản hơn nè. Rồi 165.000 chất vải là vải dạ giùm em nha. Cái này dạng cổ vét. Mẫu này em cũng có màu xanh với màu đỏ, màu hồng hai màu. Mẫu này có xanh với hồng hai màu giùm em nha. Xanh hồng hai màu giá 165.000. Chị lấy chốt em là mã số 1 kèm size, màu hồng S với M2 size, màu xanh S với M2 size giùm em nha. Chị lấy chốt giùm em nha mấy chị ơi.
cốt nè, mẹ một kìm size nha, cổ là dạng cổ vét vải dạ. Giờ lấy chốt cốt kìm size nha mấy chị ơi. Rồi cho chị một vài set xuống đi. Rồi áo xanh này giá là 85. Áo xanh này giá 85.000 giùm em nha mấy chị ơi. Form này 40-52-53 ký giùm em nha. 40-52-53 ký áo xanh này. Vải rất là mát, rất là đẹp luôn nè mấy chị ơi. Chốt em áo xanh giá 85.000 áo xanh. Xanh 85 giùm em nha mấy chị ơi. À lấy xanh chốt xanh 85.000 nè. Trắng giá 65.000 giùm em mấy chị ơi. Trắng giá 65. Form này tầm 52 ký trở lại. Rồi trắng này form tầm 52 ký trở lại giùm em nha. Trắng này form 52 ký lại men vừa. Trắng giá 65.000. Mà quê rồi cột thành cái nơi giùm em nha, nó có hai sợi dây này nè. Đây nha mấy chị ơi. Trắng giá 65 giùm em nha, form 40-52 ký. Chị nào lấy trắng chốt em trắng nha, giá 65.000 màu trắng mấy chị ơi. 65.000 màu trắng giùm em nha, trắng 65. Giờ lấy trắng chốt giùm em nè, trắng giá 65.000 màu trắng. Rồi áo kero mấy chị ơi, form 40 đến tầm 55-56 ký giùm em nha. 40 đến tầm 55-56 ký là men vừa. Kero này em còn vài cái nè, kero này siêu còn 65.000 áo luôn. Chị lấy kero chốt em kero 40 đến tầm 55-56 ký giùm em nha. Siêu còn 65.000. Rồi cổ tròn vải của nó như thế này nha mấy chị ơi. 40 đến 55-56 ký là men vừa luôn nha. Tay dài, beo đẹp luôn. Rồi chốt em kero giá 65.000 kero. Rồi kero 65 nha mấy chị ơi. Chị nào lấy kero chốt em kero nha, 65.000 kero. 65.000 kero giùm em nha mấy chị ơi. A à, lấy chốt kero nha, giá 65.000. Form 40 đến tầm 55-56 ký giùm em nha. Mấy chị lưu ý hàng nào để sale chỉ sale trên like nha mấy chị ơi, còn sau like giá bình thường giùm em nha. Đó. Rồi kero giá 65.000. Rồi len xanh nha mấy chị ơi. Form này 40 đến 60 ký giùm em nha. Len xanh 40 đến 60 ký là men vừa nha mấy chị ơi. Giá là 65.000 giúp em nha. 65.000. Giờ lấy len xanh chốt em len xanh giá 65. Vải đây nha mấy chị ơi. Rồi giá 65.000 chốt em len xanh nha, giá 65.000 len xanh. Rồi len xanh giá 65 giúp em nha mấy chị ơi. Chị lấy len xanh chốt em len xanh là giá 65.000. Em mình có một cái cọc trong cái lưới tầng á. Cái cọc này mà hai ba cái thấy anh chị đó. Xanh 65 nha mấy chị ơi, chốt em xanh giá 65.000 xanh. Rồi chân váy lưới tầng giùm em nha mấy chị ơi, 95 một chân váy. Rồi lưới tầng, phần trên của nó phía bên trong là ren, phía bên trong là ren giùm em nha. Hàng này hai ba lớp luôn á. Ba lớp luôn nha mấy chị ơi. Chân váy đây hả? Khánh Trang chân váy này đúng không em ơi? Ok em chị nè. Rồi màu trắng với lại màu kem hai màu. Chân váy trắng cho Khánh Trang nè. Chân váy màu trắng cho Khánh Trang. Rồi em có màu kem nữ nhan hai màu. 95.000 trắng kem hai màu. 40 đến 60 kg men vừa hết giùm em luôn nha. Phần ở trong nó là ren. Hàng này tới 3 lớp luôn nha mấy chị ơi. Một lớp lót bên trong, một lớp ren bên ngoài, một lớp lưới bên ngoài nữa. Beo xịn beo đẹp luôn nha. 95.000 hàng Quảng Châu. Rồi màu kim, màu trắng hai màu. Chị lấy chốt màu giùm em nha, cái này màu kim. Rồi màu trắng hai màu giá 95.000. Chị lấy chân váy chốt em chân váy kìm màu nha. Màu kim với chị Hà Nguyễn màu kim. Chị Hà Nguyễn màu kim. Rồi em còn cái màu trắng nha mấy chị ơi, đẹp lắm luôn nè. Còn cái màu trắng nha, 40 đến 60 kg men vừa luôn giúp em. Bên trong là một lớp lót bên trong, rồi tới một lớp ren, rồi tới một lớp lưới bên ngoài giùm em nha. Đó. Chị nào lấy chốt em là trắng, em còn đúng cái trắng cuối cùng giá 95.000 màu trắng. 95.000 nha, còn đúng cái trắng cuối cùng. Dáng dài que gối tầng phía dưới em mấy chị ơi. Rất là sang luôn nha. Còn đúng cái trắng cuối cùng giá 95.000.
Rồi chị nào lấy trắng chốt em trắng 95 nha mấy chị ơi. Sao vậy cái đeo luôn. Rồi áo đen nha mấy chị ơi, 85 ngàn áo đen. Form này 55kg trở lại là mang vừa. Form ngắn ngắn rất là dễ thương luôn nha. 85 ngàn, form 55kg trở lại dùm em nè. Chốt em đen giá 85 ngàn màu đen nha mấy chị ơi. 85 ngàn màu đen giúp em nha. Chị lấy đen chốt đen. Đen. Váy màu trắng á chị biển sale nè. Biển sale hết cũ đúng không? Chị biển sale váy màu trắng 95 nha chị ơi. Rồi chốt em áo đen. Đen 85 ngàn áo đen giùm em nha. Form 40 đến 55kg. Ok chị biển sale váy trắng nha chị ơi. Chị ơi sao em. Rồi màu đen giùm em nha mấy chị ơi. Màu đen 85 ngàn màu đen. Chị lấy đen chốt đen giùm em nè. Chân váy beo. Beo 85 ngàn chân váy beo. Form 40 đến 60kg mang gồm em nha. Beo dáng dài luôn mấy chị ơi. Chân váy beo dáng dài giùm em nha. 40 đến 60kg là mang vừa hết cái beo này giúp em luôn nè. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Chốt em là chân váy beo nha. Giá 85 ngàn chân váy beo. 40 đến 60kg là mang vừa hết cái beo này giùm em nha. Hàng 2 lớp bên trong có lớp lót nè mấy chị ơi. Beo dày dặn luôn. Rồi chốt em beo nha. Giá 85 ngàn beo. Beo giá 85 ngàn chân váy dài beo. Vải mềm mịn rất đẹp nha mấy chị ơi. Nó hơi sấp ly cho mình nè. Rồi beo mà em nha. Chốt em beo 85 ngàn beo. Cái này còn màu gì nữa em. Beo chị Hà Nguyễn một cái beo nè. Chị Hà Nguyễn một cái beo. Rồi áo này form 50, 56, 57kg trở lại dùm em nha. 40 đến 56, 57kg giá 85 ngàn có màu xanh nè. Rồi giờ lấy xanh chốt xanh 85 ngàn màu xanh dùm em nha. Form 40 đến tầm 56, 57kg. Beo Thùy Dương một cái beo 85 em. Thùy Dương beo 85. Rồi chốt em xanh giá 85 ngàn xanh nha mấy chị ơi. Form 40 đến 56, 57kg dùm em nha. Giờ lấy xanh chốt xanh. Giờ lấy xanh chốt xanh dùm em nha mấy chị ơi. 85 ngàn màu xanh nha. Màu xanh. Rồi áo này em có hai màu. Phía sau nó là như thế này nha mấy chị ơi. Mặc vô nó sẽ không hở nhiều nha. Mặc vô cái phần này nó sẽ căng ra. Mặc vô phần dưới này là sẽ căng ra nha mấy chị ơi. Form 40 đến 50, 56, 57kg giùm em nha. 40 đến 56, 57kg. Cái này có màu xanh với màu trắng hai màu. Rồi mẫu này em có xanh với trắng hai màu nha mấy chị ơi. Màu trắng nè với màu xanh hai màu giùm em nha. Chị lấy áo này chốt em áo kìm màu. Form 40 đến 56, 56, 57kg giùm em. 40 đến 56, 57kg. Cái này phía sau nha mấy chị ơi. Phía sau mà vô nó sẽ căng ra nha. Mà vô nó sẽ căng ra như thế này. Ít hở lắm, không hở nhiều. Rồi nút giùm em nè. Vải rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Rồi 40 đến tầm 56, 57kg giùm em nha. Trắng xanh hai màu. Chị là lấy áo này chốt em áo kìm màu nha. 85 ngàn trắng xanh hai màu nha mấy chị ơi. 85 ngàn trắng xanh hai màu. Rồi áo này giá 65 ngàn chốt em mẻ 1. 65 ngàn 40 đến 50... 56, 57kg vừa mà em nha. Chốt em mẻ 1. Giá 65 ngàn mẻ 1. Mẻ 1 dùm em nha. 65 ngàn mẻ 1. Đúng một cái nha mấy chị ơi. 40 đến tầm 55, 56kg. Chốt em mẻ 1. Giá 65 ngàn mẻ 1. Tay dài cổ cao. Rồi 65 ngàn chốt mẻ 1. Giá 65 dùm em nha. Mẻ 1. 65 ngàn mẻ 1. Đó, cổ là cổ cao như thế này. Tay dài. Đúng một cái duy nhất luôn. Vải nè mấy chị ơi đẹp nha. 65 ngàn mẻ 1. 65 ngàn mẻ 1. Đẹp nha mấy chị ơi. Cái này mặc bên trong màu da. Áo ngực bên trong màu da hay màu trắng gì đó. Nói chung là đẹp lắm. Trắng giùm em nha mấy chị ơi. Ai? Thùy Dương trắng. Rồi xếp màu đen giùm em mấy chị ơi. Rồi em hết trắng rồi nha chị Minh Nguyễn ơi. Xếp này giùm em là gồm cái chân váy nha mấy chị ơi. Gồm cái chân váy lưng thun. Chân váy lưng thun giùm em nha. Dây kéo nằm phía trước.
ở sau lưng thun, dây kéo nằm phía trước ở sau lưng thun, đi với lại áo đen như thế này giùm em nha, áo đen. Rồi form này 52kg lại giùm em nè, 52kg lại mang vừa. Rồi kẻ set 79.000, chốt em set 79. Form 40 đến 52kg giùm em nha, 79.000 nguyên set luôn mấy chị ơi. 79.000 nguyên set giùm em nha, chốt em set đen 79. Áo đen cổ vuông cái này mấy chị mặc rồi cũng được nè. Cái này mặc rồi cũng được luôn nha, áo cổ vuông nè, 40 đến tầm 52kg giùm em nha, kẻ set giá 79.000 nguyên kẻ set luôn. Giờ lấy set 79, chốt em là set 79 nha. Đẹp lắm, kẻ ship luôn 79. Lưu ý giá siêu chỉ áp dụng khi đặt hàng trong line này, sau line là giá bình thường giùm em nha. Rồi 79.000 giúp em nha mấy chị ơi, chốt em là ship đen 79. Rồi ship này giùm em nha mấy chị ơi, ship này 95.000. Rồi ship này đẹp ghê luôn. Ship này bên trong có quần luôn giùm em nha. Form 40 đến 55kg, 40 đến 55kg, chân váy có quần bên trong, giá 95.000. 95.000 giùm em nha, áo nè. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, chốt em là set 95. Cột nơ phía trước giùm em nha mấy chị ơi, chốt em là set giá 95.000 set. Rồi set giá 95 giùm em nha mấy chị ơi, set giá 95.000. 95.000 set này giùm em nha, chân váy tầng nè. Rồi có quần bên trong luôn, form 40 đến 55kg giùm em nha. Rụng chân váy đen, đó là một áo baby doll có cột nơ phía trước. 40 tới lại 40 đến 55kg giùm em nha. Chị lấy giúp em là đen 95. Đen 95 nha mấy chị ơi. Đen 95. Còn áo này em thử xem nha. Rồi sơ mi cổ trụ giùm em mấy chị ơi. 85.000, form 40 đến 56 57kg. Chị lấy chốt em sơ mi nha. Form này 40 đến 56 57kg giùm em nè, chị lấy sơ mi, chốt em sơ mi. 40 đến 56 57kg nha mấy chị ơi, chốt em sơ mi nè. Rồi ai lấy sơ mi chốt em sơ mi nha. Mạnh túi xuyên hàng, đợi một like nữa rồi đi nhé, chưa đi hàng đúng không ta? Ok chị Mạnh túi xuyên nha chị ơi, chân váy em mặc là form cái size đó, size M, hai size nha chị, M tầm 53-54kg đâu lại nha, S là tầm 52kg lại. Rồi chốt em sơ mi cổ trụ 85.000, sơ mi cổ trụ nha mấy chị ơi, sơ mi cổ trụ 85. Rồi áo hồng 99.000, còn đúng cái cuối cùng, 40 đến 60kg mang vừa, giá 99.000. Còn đúng cái cuối cùng cái áo hồng này nha mấy chị ơi. Chị lấy áo hồng này chốt em nha, form lên beo đẹp luôn á. 99.000 áo hồng, 40 đến 60kg mang vừa mấy chị ơi. Chốt em áo hồng giá 99. Rồi áo hồng giá 99.000 giùm em nha, chốt em áo hồng giá 99.000 mấy chị ơi. Thun beo đẹp luôn, thun đẹp cực kỳ luôn nha, không có size L nha Thanh Thùy. Nè sớ vải nè, đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Vừa nhìn xẹt que tưởng đâu vải len đâu á, tưởng đâu là vải len, nhưng mà nó là thun nha, beo dày dặn, beo mịn, beo đẹp luôn. Hàng chuẩn lắm luôn mấy chị ơi, 99.000 giùm em nha. Chốt em hồng 99. Hồng của chị Hà Nguyễn 99 nè em, Hà Nguyễn 99. Rồi chị nào có chia sẻ like chốt cái này mẹ tặng giùm em nè, em đọc mẹ nha. Rồi áo này nha mấy chị ơi, tặng cho chị nào có chia sẻ like của em nha. Chuẩn bị em đọc mẹ tặng nè. Rồi áo này nha mấy chị ơi, tặng cho chị nào có chia sẻ like nha. Chuẩn bị em đọc mẹ tặng. Rồi form này tầm 55kg trở lại lại mang vừa. Form này tầm 55kg lại mang vừa giùm em nha mấy chị ơi. Chốt cho chị nào có chia sẻ like nha, để em đọc mẹ tặng nha mấy chị ơi. Chốt em là áo hoa nha, chốt em là áo hoa, chốt áo hoa nha mấy chị ơi, áo hoa giùm em nha, chốt em là áo hoa. Rồi áo hai dây này em còn đúng cái cuối cùng, áo hoa giùm em nha mấy chị ơi. Áo hoa chị Mộc Miên Cuti, chị Mộc Miên Cuti áo hoa. Rồi cái này hai dây giùm em nha mấy chị ơi, hai dây.
có điều chỉnh cao thấp giùm em luôn nha. Áo này em còn đúng cái cuối cùng. 65.000 chốt em 2 dây giá 65. Form này 55kg trở lại giùm em nha mấy chị ơi. Form 55kg trở lại giùm em nha. Chốt em 2 dây giá 65.000 2 dây. 2 dây giá 65 giùm em nha. Form 40 đến 55kg. 40 đến 55kg giùm em nha. Chốt em 2 dây giá 65.000 2 dây. 2 dây nha mấy chị ơi. Giá 65.000 2 dây giùm em nha. Đúng một cái. Dây có điều chỉnh cao thấp luôn, 65.000 2 dây. Rồi chốt hồng 79 giùm em nha, hồng 79.000. Form này 40 đến 55kg. Rồi 40 đến 55kg giùm em nha mấy chị ơi. Chốt em hồng 79 đẹp lắm luôn. 40 đến 55kg chốt em hồng 79. Chị nào lấy hồng 79 chốt em hồng 79 nha mấy chị ơi. Hồng giá 79.000 màu hồng đúng một cái duy nhất luôn. Chốt hồng 79 giùm em nha mấy chị ơi. Hồng 79.000 màu hồng. Hồng 79.000 hồng giùm em nha mấy chị ơi. A à, lấy hồng chốt em hồng là giá 79.000 màu hồng. 79.000 hồng giùm em nha. A à, lấy hồng chốt em hồng 79. Đúng một cái. Này, hồng 79. Áo sọc 75.000. Áo sọc giá 75.000 giùm em nha mấy chị ơi. Len sọc cổ như thế này giùm em nha. Form này 40 đến tầm 50 57 58 kg là mang vừa hết luôn giùm em nha. Vải siêu co giãn luôn, vải len 75.000 chốt em sọc 75. Chốt em sọc giá 75 nha mấy chị ơi. Ai lấy sọc chốt em sọc giá 75.000 sọc nha. Sọc 75.000 sọc. Rồi chờ lấy sọc 75 chốt em sọc giá 75.000 nha mấy chị ơi. Sọc 75 giùm em nha, sọc giá 75.000 sọc. Sọc 75. Rồi baby doll cái này thêu hoa giá 85.000. Form 40 đến 55kg giùm em nha. Chốt em là thêu hoa. Áo đang mặc em có màu luôn nha, kim chi ơi, giá 95.000. Áo mặc em có màu luôn nha chị. Form 40 đến tầm 56-57kg là men vừa em đang mặc nha. Có màu luôn nha chị ơi. Mỗi mặt là màu đen nè. Rồi màu xám nè chị. 95.000 một áo giùm em nha. Dây kéo nằm ở phía sau. 95.000 một áo, chất vải là vải nhung, rất là mịn, rất là dày dặn luôn. Rồi màu xám nè. Áo em mặc là từ 40 đến 56-57kg nha. Còn baby doll hồi nãy, baby doll theo hoa là 40 đến 55kg giùm em nha chị Biển Sao ơi. Rồi đen em mặc là họ tiết này nha. Còn này chị nào lấy chốt em là đen cầm chữ lớp giùm em nha. Đen cầm chữ lớp nè. Vải nhung nha mấy chị ơi. Theo hoa chị Hà Nguyễn theo hoa 85 nè. Chị Hà Nguyễn theo hoa 85. Rồi chốt em nha mấy chị ơi. Đen chữ lớp nè. Đen em cầm nè. Rồi cái này chốt em màu nâu 95.000 màu nâu. Vải này là vải nhung giùm em nha. Vải nhung. Chất vải nhung dày dặn co giãn nhẹ và mịn lắm luôn nha mấy chị ơi. Màu nâu giùm em nha, màu nâu. Rồi màu hồng. Nâu hồng. Rồi đen em mặc màu xám. Xám giùm em nha, xám nè, hồng nè. Nâu nè. Rồi đen cầm nha mấy chị ơi, đen cầm giùm em nha. Đen chữ lớp nè. Đen mặc là đen khác nha. Đó 95.000 rồi lấy chốt em áo kèm màu giá 95. Rồi áo đỏ này form 53-54kg trở lại giùm em nha. Tay của nó như thế này mấy chị ơi. Vải beo đẹp, beo dày dặn luôn nha. Giá là 85.000, chốt em đỏ 85. Tay như thế này giùm em nè. Chốt em đỏ giá 85.000 đỏ. Dây kéo nằm phía sau lưng giùm em nha mấy chị ơi. 40 đến tầm 53-54kg là men vừa nha. Chốt em đỏ giá 85.000 màu đỏ. Đỏ 85 nha mấy chị ơi, ai lấy chốt đỏ. Áo chữ tay dài 75.000 còn đúng cái cuối cùng. Form 40 đến 55-56kg giùm em nha. 40 đến 55-56kg men vừa. Chị lấy cái này chốt em trắng chữ. Rồi trắng chữ 75.000 trắng chữ giùm em nha. Chốt em trắng chữ giá 75. Đây nha mấy chị ơi. Cho cái xanh theo quay luôn em. Xanh á. Rồi
75.000, form 40 đến 55 56 kg giùm em nha mấy chị ơi. Chị lấy trắng chữ, chốt em trắng chữ nha. 75.000 trắng chữ. Xanh thêu còn đúng cái, siêu còn 65.000. Chốt em là xanh nha mấy chị ơi, xanh này vải len, form hơi ngắn ngắn nha. 40 đến 60 kg mang vừa luôn, chốt em là xanh. Xanh 7 à, xanh 65. Xanh 65.000 nha mấy chị ơi. À lấy xanh chốt em xanh nha. Giá 65.000 màu xanh. Ở trước là thêu giùm em nha, còn đúng cái cuối cùng nè. Sale còn 65.000. Chị nó lấy xanh chốt em xanh nha, giá 65.000 xanh, form 40 đến 60 kg là mang vừa luôn. Chốt xanh nha mấy chị ơi, xanh. Để áo nãy có một kem nữa nè. Mình nó tìm xe đâu có ra đâu. Bộ tay dài vải kete nha Kim Chi ơi. Chất vải kete nha, 95.000 bộ, form từ 40 đến 52 53 kg là men vừa nha. Rồi áo này 40 đến 60 kg giùm em nha mấy chị ơi. 85.000 chốt em màu kem sữa. 85.000 chốt em màu kem sữa nha mấy chị ơi. A à, lấy kem sữa chốt em kem sữa nè, giá 85.000 kem sữa. Nút như này em nha, vải rất là mịn rất đẹp luôn mấy chị ơi. Vải mịn đẹp cực kỳ luôn nha. Chị Kim Chi có muốn coi màu bộ phía sau thì nói em nha, để em lên màu. Bộ sau là bộ pyjama, chất vải kete, form từ 40 đến 52 53 kg giùm em nha. Rồi đây mấy chị ơi, chốt em là màu kem sữa. Kem sữa nha, giá là 85.000 kem sữa, không có 57 kg nha chị ơi, form nhỏ. Rồi áo này từ 40 đến 60 kg men vừa, 85.000 chốt em kem sữa nha mấy chị ơi. 85.000 kem sữa. Rồi form 40 đến 56 57 kg giùm em nha, chốt em màu kem. 85.000 màu kem. Màu kem nha mấy chị ơi, cổ vỉ ra như thế này nha. Cổ vỉ ra 85.000 và form 56 57 kg giùm em nè. Chốt em là màu kem nha, màu kem. Xanh min form từ 40 đến 60 kg men vừa, chốt em là xanh min nha, 85.000 màu xanh min. Đây mấy chị ơi, 40 đến 60 kg là men vừa em nha, chốt em xanh min, giá 85.000 màu xanh min. Xanh min 85.000, xanh min giúp em nha mấy chị ơi. Chéo dài ở phía sau nha. Đó, chéo dài phía sau nè. 85.000 xanh min. Chốt em xanh min nha mấy chị ơi, còn đúng cái cuối nè. 85.000 màu xanh min giùm em nha. Xanh min. Rồi len trắng giá 65, áo khoác len màu trắng giá 65.000. Form 40 đến 60 kg men vừa, chốt em trắng 65 nha. Trắng 65 nha mấy chị ơi. Đồ bộ vải kete là không có co giãn nha chị ơi. Rồi chốt em trắng giá 65.000 trắng nha mấy chị, trắng giá 65. Trắng giá 65 em có bộ này, bộ thun là 75.000. 40 đến 60 kg men vừa, còn đúng bộ cuối cùng giá 75. Mẫu này em còn đúng bộ cuối cùng nha, giá 75.000 một bộ. Chị lấy cái này chốt em bộ 75 nha, còn đúng bộ cuối cùng vải thun. Chất vải co giãn từ 40 đến 60 kg men vừa. Cẩm Vân cho thêm lại sơ mi kem chị mới vừa dơ lên. Sơ mi kem. Cái kem cổ bẻ ra á. Rồi chốt em bộ xanh 75 nha mấy chị ơi, bộ xanh 75. Kim đây nha chị Cẩm Vân ơi. Đây kim đây nha, 40 đến 56 57 kg giùm em nè. Giá là 85.000. Chốt em kim 85 nha. Còn đúng cái mấy chị ơi, đúng một cái duy nhất nè. Vải thì yên tâm, chất vải giùm em nha, bao mịn bao đẹp luôn. Giá là 85.000 màu kim. Form 56 57 kg trở lại giúp em nha. 56 57 kg lại là màu kem, giá 85.000 màu kem. Chị lấy kem chốt kem giùm em nha. Kem nha mấy chị ơi. Rồi Cẩm Vân cho em địa chỉ số điện thoại nha Cẩm Vân ơi. Cẩm Vân cho em địa chỉ số điện thoại. Áo hồng 75.000, chị lấy chốt em hồng 75. Hàng Quảng Châu rất là đẹp nha mấy chị ơi. Áo này 55 kg trở lại vừa nha em nha. 40 đến 55 kg giá 75.000. Thêu nè. Toàn bộ là thêu hết giùm em nha, chốt em hồng 75. Chốt hồng 75 nha mấy chị ơi. Chị nào lấy hồng chốt hồng 75 giùm em nha.
hồng 75.000 màu hồng. Rồi hồng giá 75 giùm em nha mấy chị ơi, áo thun cực kỳ dễ thương luôn. Đó, chữ là chữ thêu nha, họa tiết là thêu hết giùm em luôn, bao đẹp luôn nha mấy chị ơi. Hồng 75 giùm em nha, ok chị Cẩm Vân nè. Hồng chị Hà Nguyễn này 75. Rồi áo này form 55 kg, form 55, 56 kg lại giùm em nha. Tí em biết cho chị lấy được không? Được nha Cẩm Vân ơi, được nha em. 85.000 chốt em mẹ số 10. Form 40 đến 55, 56 kg men vừa chốt mẹ 10 em nha mấy chị ơi. 85.000 mẹ số 10. Rồi 85.000 mẹ 10 giùm em nha. Chị lấy mẹ 10 chốt em mẹ số 10 nè. Dạng tay phòng phòng nè mấy chị ơi, bo thun nè. Rồi vải của nó như thế này, gian beo đẹp luôn. 85.000 chốt em mẹ 10 85. Từ 40 đến 55, 56 kg là men vừa em nha. 40 đến 55, 56 kg là men vừa. Chốt em mẹ số 10 nha mấy chị ơi. Mẹ 10 85.000 mẹ 10. 85.000 mẹ số 10. Mẹ 10 cho Ngọc Thúy nè em. Mẹ 10 Ngọc Thúy. Rồi áo trắng này hồi nãy em có đăng hình. Áo trắng 85.000 mặt cổ vuông lên trên hoặc là mặt trở vai cũng được nha. Mẫu này em có đăng hình nè. Bo lưng thun siêu co giãn 40 đến 55 kg giùm em nha. 40 đến 55 kg giá 85.000 chốt em trắng 85. Mặt trở vai hoặc là mặt cổ vuông lên trên cũng được. Và áo này mình rút tùy ý giùm em nha, rút tùy ý luôn mấy chị ơi. 85 nè. Đây. Rồi form áo chưa rút là nó sẽ như thế này nha mấy chị ơi. Đó, form áo chưa rút nó sẽ như thế này giùm em nha. Rồi muốn rút bao nhiêu là tùy ý mình nè. 85.000 và form 55 kg lại men vừa. Chị nào lấy trắng chốt em trắng nha, giá 85.000 màu trắng. Em vừa đăng hình lúc sáng. Rồi beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. Chốt em trắng nha, 85.000 màu trắng. Có sọc 85 giùm em nha mấy chị ơi. Chị lấy sọc chốt em sọc nè, 40 đến 60 65 kg gì vừa hết giùm em mẫu này luôn nha. 40 đến 60 65 kg gì vừa hết mẫu này giùm em luôn. Sọc 85.000 nha mấy chị ơi. Ai lấy sọc chốt em sọc nha, khóc sọc len vải dày dặn cực kỳ luôn, cầm nặng tay. Chốt em sọc giá 85.000 sọc nha mấy chị ơi. Sọc giùm em nha, 85.000 áo khóc sọc, form 40 đến 60 kg lại men vừa luôn á. Rồi chị lấy sọc 85 chốt em khoác lên sọc nha. 85.000 lên sọc. 85.000 lên sọc. Rồi hồng 95 giùm em nha mấy chị ơi. Form 40 đến 55 kg là men vừa em nha. Áo nè, tay như thế này. Nút cài lại giùm em nha mấy chị ơi, đính ngọc cài lại nè. Chốt em hồng giá 95.000 có mút ngực cho mình luôn. Có mút ngực về phía trước là nút như thế này giùm em nha. Phía sau là bo nhúng. Chốt em hồng giá 95.000 màu hồng. Co giãn nha mấy chị ơi. Chốt em hồng giá 95.000 màu hồng nha. Chị lấy hồng chốt hồng 95. Tay như thế này. Có mút ngực cho mình luôn. Beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. Đây là nút bọc vải giùm em nha. Rất là đẹp luôn á. Nút bọc vải. Rồi 95.000 chốt em hồng 95 nha mấy chị ơi. 55 kg lại men vừa. Beo đẹp nha. Rồi chốt hồng 95.000 giùm em nè, hồng 95. Hồng 95. Rồi áo len 50 giùm em nha, 40 đến 60 kg men vừa. Chốt em len 50. Chốt em len 50 nha mấy chị ơi, 40 đến 60 kg men vừa nha. Chị lấy len 50 là chốt em len 50. Vải co giãn giùm em nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg là men vừa giùm em nha. 50.000. Chị lấy chốt em là len 50 nha mấy chị ơi. Len 50 giùm em nha. Len 50. Mẫu này dạng mặt lên sẽ trở vai giùm em nha mấy chị ơi. Rồi trắng 50 giùm em nha. Ai lấy trắng chốt trắng 50. Trắng 50 nha mấy chị ơi. Cái này nó có phối nè, một cái yếm phía trước nè. Rồi sâu trơn như thế này giùm em. Chốt em là trắng giá 50 nha mấy chị ơi. Trắng 50 mà em nha, 40 đến 60 65 kg gì vừa hết áo này.
Rồi lấy cái này chốt in trắng giá 50.000 trắng mặt lột. Mặt lên như thế này nè. Rồi chốt em trắng 50 nha mấy chị ơi. À lấy trắng 50 chốt em nha. Trắng giá 50.000 màu trắng. Yếm đây nha, chị nào không thích bỏ cái yếm này ra. Thành áo lệch vai. Trắng 50 giùm em nè. Nói đi chung chỗ nha. Rồi áo màu đen giá 85.000. Form 40 đến 60 kg men vừa. 40 đến 60 kg men vừa áo đen này em không gian dạng thun giấy nha mấy chị ơi. Thun giấy là chữ như này em nha. 40 đến 60 kg là men vừa hết áo này. Giá là 85.000. Chị lấy đen 85 chốt em đen 85.000 màu đen nha mấy chị ơi. Cái này phía sau. Rồi cái này phía trước giùm em nha. Chốt em đen giá là 85.000 màu đen. 40 đến 60 kg men vừa form giấu quần luôn mấy chị ơi. Rồi A lấy đen chốt em đen giá 85.000 đen nha. Vải là dạng vải thun giấy. Dạng thun giấy nha mấy chị ơi. Chị lấy chốt em đen nha 85.000 màu đen. Cái này em. Rồi len này form 40 đến 60 kg men quần em nha mấy chị ơi. Giá 50 nha, chốt em là len 50. Ở trước nó phối lưới bi. Ở trước nó phối lưới bi như thế này nha mấy chị ơi. Rồi 40 đến 60 kg men vừa chốt em là áo len 50. Áo len 50 nha mấy chị ơi. À lấy len 50 chốt em len 50 nha. Rồi len 50 nha mấy chị ơi. Chị lấy len này chốt em là len nha, giá 50.000 len. Trong váy mặt còn nha Trang Trang Nguyễn ơi, trong váy chị mặc có size S với size M hai size nha. Nên 50 gì xe xỉ này. Trong váy đang mặc có S với M hai size, nó có hai túi phía trước nè. Vải kê kỳ kìm đai nịt cho mình luôn. Giá 85 là một chân váy S với M hai size nha. S với M hai size. Rồi áo này giá 85.000, 40 đến 55 kg men vùi em nha mấy chị ơi. Chốt em màu gạch nha, màu gạch nè. Áo màu gạch 85.000 màu gạch. Có phối riêng ở trước nha mấy chị ơi. Em hết len 50 nha chị. Rồi màu gạch giùm em nha. Chốt em là màu gạch giá 85.000 màu gạch. Gạch 85. Có áo quần lửng rinh trắng không chị? Lại xem quần lửng, quần rinh lửng trắng thì không có nha Ngọc Ngọc ơi. Rồi sơ mi caro 85 giùm em nha. Cái này em còn đúng cái cuối cùng form giấu quần luôn nè. Từ 40 đến 60 kg là men vừa em nha. Sơ mi caro 40 đến 60 kg men vừa, M 50 kg vừa nha Trang Trang Nguyễn ơi. 50 kg mặc vừa size M nha em. Rồi chốt em là sơ mi caro 85.000 sơ mi caro nha mấy chị ơi. Sơ mi caro giá 85 giùm em nha. Chị lấy sơ mi caro, chốt em sơ mi caro nè. 85.000 form 40 đến 60 kg men vừa. Cái này bung em chị mỗi màu cái đi. Cục này nó. Áo nhung cổ vuông đó chị ơi. Form 40 đến 50 57 58 56 57 kg giùm em đi. 40 đến 56 57 kg là men vừa áo nhung này luôn nha. Cổ là cổ vuông dạng trơn như thế này. Em có màu nâu bò nè. Màu vàng bò, màu xanh minh, màu hồng với màu da, 4 màu. Áo này chị lấy chốt em áo kìm màu nha. Màu vàng bò, đẹp quá à. Đẹp nè. Màu vàng bò, màu da, màu hồng với màu xanh minh, 4 màu. Vàng bò, màu da nè mấy chị ơi. Xanh mờ men vừa nha Trang Trang Nguyễn, lấy béo chị cho em ơi. Thấy thì xe xỉ nha chị ơi. Chị xe xỉ có len 50 rồi nha chị. Nãy chốt với chị rồi á. Rồi màu kim giùm em nha. Màu kim. Màu kim. Áo nhung là 95.000 giùm em nha mấy chị ơi. Form 40 đến 56 57 kg giá 95.000. Màu kim là màu vàng, màu xanh minh với là màu hồng, 4 màu giùm em nha. Xanh minh nha mấy chị ơi. Màu xanh minh. Rồi xanh minh giùm em nha. Màu xanh minh nè với là màu hồng nữa là 4 màu.
Chị nào lấy áo này chốt giùm em áo kìm màu nha, 95.000 áo kìm màu. Rồi 95.000 áo kìm màu em nha mấy chị ơi, áo nhung cổ vuông. Áo nhung cổ vuông giùm em nha. 40 đến tầm 56 57 kg là men vừa. Chị lấy chốt em áo kìm màu, màu xanh, màu hồng, màu kem với màu vàng, 4 màu giùm em nha. Chị nào lấy chốt em áo nhung kìm màu 4 màu giùm mấy chị ơi. Rồi set len giá 145.000, set này em có màu hồng mà. Form 40 đến 60 kg men vừa nha, bên trong một cái đầm hai dây len dáng dài. Bên trong một cái đầm hai dây len dáng dài giùm em nha mấy chị ơi. Rồi bên ngoài một cái áo lợp vai. Mấy chị mặc trở vai hoặc là mặc lợp vai cũng được nha. Mặc trở vai, mặc lợp vai cũng được hết. Kẻ set luôn giá 145.000 nguyên set. 145.000 nguyên set giùm em nha mấy chị ơi. Giờ lấy set len 145 chốt giùm em nha. Xít len với 145.000 kẻ xít. Rồi áo lột que nha mấy chị ơi, hoặc là mặc trở vai cũng được. Mặc trở vai, mặc lột vai cũng được, mẫu này mặc rồi cũng được nha. Cái đầm ở trong nó có xỉa sâu. Giờ lấy xít 145 chốt mình em nha mấy chị ơi, xít 145.000. Chân váy size M Trang Trang Nguyễn à, cho chị là địa chỉ số thợ nha em ơi. Đầm trắng 125 giùm em nha mấy chị ơi. Tay của nó là dạng phối lưới giùm em nha. Tiếp đó có màu khác không chị? Một màu duy nhất nha Nene ơi, một màu nha em. Rồi màu trắng à, form này 40 đến 60 kg men vừa luôn giùm em cái đầm trắng này nha, giá 125.000. Tiếp nó đẹp lắm luôn á, cho chị lại tiếp hồng luôn. Đúng một cái duy nhất, một tiếp duy nhất là em ơi Nene ơi. 145.000 mặc rồi cũng được. Đợi chị lên màu lại coi. Rồi đầm trắng này ở trước là đính đế giùm em nha. Tay là phối lưới nè. Ở trước đính đế, tay là tay phối lưới giùm em nha. Giá 125.000. Đây nha mấy chị ơi. Dáng dài que gối nha. Giờ lấy trắng 125 chốt em đầm trắng 125.000. Dáng dài que gối luôn, tay phối lưới. Tay phối lưới. Rồi về ở trước là đính đế giùm em nha. Chốt em trắng 125. Tiếp này đúng một màu duy nhất nha em ơi. Chỗ cà phê TK đúng rồi nha Giang Trang Nguyễn ơi. Rồi set này 145.000 giùm em nha, đúng một set duy nhất luôn mấy chị ơi. Mặc lột vai, mặc trở vai cũng được. Đặc biệt cái set này men rồi được luôn nha. Còn mấy chị có thể phối áo bên trong thành dạng yếm cũng được luôn. Rồi đây giùm em nè, xỉ phía sau nha mấy chị ơi, xỉ phía sau 145.000 nguyên set từ 40 đến 60 kg là men vừa hết luôn nha, dáng dài lắm mấy chị ơi. Dáng dài nha. Sớ vải nè. Rồi 145.000 chị lấy hồng 145 chốt em nha. Hồng 145.000. Ủa Nguyên trong váy Trang Trang chưa? Rồi áo bi form này 55kg trở lại vừa em nha. Áo bi giá 85.000, phối riêng phía trước hả mấy chị ơi. Phối riêng dạng áo bíp lum nè. Dạng áo bíp lum giùm em nha, bèo ở dưới nè. 85.000, form 40 đến 55kg, dây kéo nằm phía sau giùm em nha. Chốt em bi hồng 85.000 bi hồng. Bi hồng giá 85.000 bi hồng giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt em bi hồng nè. Đó phối ren giùm em nha. Dây kéo nằm ở phía sau lưng luôn. Dây kéo nằm phía sau lưng giùm em nha. Đó dạng bíp lum. Bi hồng 85.000 bi hồng, tay bo. Tay bom em nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy bi hồng thì chốt em bi hồng nha. 85.000 bi hồng.
quần sọc giá 135.000 dùm em nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg là mang vừa cái sọc này luôn dùm em nha. Chờ lấy sọc 135 chốt em sọc 135.000 là đầm sọc. Rồi đầm sọc giá 135.000 dùm em nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg là mang vừa hết mẫu này dùm em nha. 40 đến 60 kg là mang vừa hết mẫu này. Giá là 135.000. Rồi đây nha mấy chị ơi. Ai lấy sọc chốt em sọc 135 nha. Sọc 135.000 sọc. Cái chị có quần jean đây. Quần jean ống rộng đây. Rồi sọc 135 sọc giùm em nha mấy chị ơi. Giờ lấy sọc chốt sọc 135. Đầm trắng 125 nha mấy chị ơi. 40 đến 60 kg men vừa. Con suông. Cổ bỉ đây nè, hình ở trước là hình thêu nha. Trắng 125. Giờ lấy trắng chốt em trắng nha, giá 125.000 đầm trắng. 40 đến 60 kg là men vừa luôn mình em mẫu này nha. Cổ bỉ ra nè, cổ bỉ ra. Và có hình con mèo phía trước là hình thêu. Hình thêu giùm em nha. Rồi chốt em trắng giá 125.000 đầm trắng 125. Trắng 125. Quần jean ống rộng 185.000 giùm em nha mấy chị ơi. Quần jean và ống suông nhan giá 185.000 một quần. Rồi mẫu này em có size L nè. 185.000 quần giùm em nha mấy chị ơi. Lưng là lưng cao nha. Lưng cao. Rồi có túi nhỏ ở đây. Mặc vô mình cài ra sâu giùm em nha mấy chị ơi. Cài ra nè. Quần 185.000 quần giùm em nha mấy chị ơi. Chất vải cực kỳ là co giãn luôn. Vải co giãn giùm em nha, ống suông. Mẫu này em có size L, size S với size. Mẫu này em có S, M, L, B size luôn nha. Quần này có đủ size S, M, L. Giờ nó lấy quần này chốt em mã số là 145B kìm size nha. 145B kìm size. Rồi có đủ size S, M, L luôn nha mấy chị ơi. Quần 185.000 giùm em nha. Có đủ size S, M, L luôn nha mấy chị ơi. Ai lấy quần chốt em quần kìm size nha. Đó, S, M, L luôn, B size giùm em nha mấy chị ơi. S, M, L, B size luôn giùm em nha. Rồi giờ lấy chút em quần kìm size nè. Rồi túi nhỏ ở đây giúp em nha. S, M, L luôn, B size nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy quần chút em này, mã số 145B kìm size nha. 145B kìm size. Cái cọc quần lưng keo hồi trưa đâu ta? Màu đen. À, màu đen nó có cái khuyên nhỏ ở đây nè. Quần size M chị Nguyệt Nguyễn, quần size M 185.000 chị Nguyệt Nguyễn, quần size M. Quần đó có một cọc luôn em. Khánh Trang quần size S. Khánh Trang là quần size S, chị Nguyệt Nguyễn quần size M. Rồi mẫu đang còn size L nha, chị lấy chốt giùm em nha mấy chị ơi. Rồi quần này, quần này Huyền xong tìm cái cọc quần này chị nó coi có size gì. Lưng keo. Quần này giá 95.000 một quần. Lưng là lưng keo luôn mấy chị ơi. Em nhớ không lầm mà nó có size S với size M. Để tìm cái cọc kéo này lưng cho nó gọn em. Quần đó hình như là eo mà căng hết ra là tầm eo 8 mấy em à. 84 hay 86 gì đó nha Ngọc Yếu. L mà nếu như mà tại vì nó co giãn á, căng hết ra thì tầm yêu 8 mấy á, còn không căng là yêu 78. Cái đầm xanh nhạt có cổ sơ mi đuôi ké còn không em? Đầm xanh nhạt cổ sơ mi đuôi ké mẫu này. Đầm xanh nhạt cổ sơ mi mà đuôi ké. Cho chị lại cái áo màu vàng mờ nãy ơi. Nên em nó nhung á. Mẫu này không nha. Đầm thun hoàng chị xin xỉ thôi, phải đầm thun không chị? Đầm xanh nhạt, có cổ sơ mi đuôi ké còn không em? Thun là hết rồi nha, siêu thị ơi, em nhớ mẫu đó rồi, hết rồi nha chị. Rồi
quần màu đen đang thử form là S với M hai size. Em mang ép mà cũng còn rộng rãi thoải mái lắm luôn nữa chị ơi. Ép mà mang rộng rãi thoải mái lắm luôn, lưng là lưng keo giùm em nha. Rồi áo nhung 95.000, áo nhung quần lưng keo giá 95.000. Quần này có size ép với size M 2 size. Quần này ép với M 2 size nha mấy chị ơi, ép tầm 52kg lại mang vừa. Em M nghĩ tầm 50 tầm 55kg lại là cũng vừa size M luôn nha. Em đang mang lại cái size S. Quần đen lưng keo giùm em nha. Quần đen lưng keo đang mang là size S nha mấy chị ơi. Nó giống những cái form quần mà em thường mặc online. Quần đen 95.000 em nha. Áo cũng 95. Áo này em có màu vàng bò, màu xanh min, màu hồng với màu kèm với sữa nha. Màu dạng màu kem á. Chị nào muốn xem màu áo lại thì nói em nha. Áo này 95.000, form 40 đến 50, 57, 58kg mang vừa luôn, chất vải nhung nó co giãn. Còn quần lại có size S với size M 2 size nha chị ơi. Quần 95.000 nhân S với M 2 size màu đen lưng keo. S là tầm 52kg lại mang vừa, size M là tầm 55kg lại vừa luôn nha. Chân với Rinner không có hàng em ơi, Bảo Bánh Ngọc ơi. Quần này mới lấy ra nó hơi bị nhăn nhăn. Quần là 95 giùm em nha, áo 95, quần 95. Giờ lấy quần chốt em quần kiềm size nha. Lưng keo nha mấy chị ơi. Lưng keo lắm luôn á, quần này lưng keo lắm luôn nha. S với M 2 size giùm em. Áo 95, quần 95 nha, chị lấy chốt nè. Quần này quần kaki trắng lưng keo. Đây mấy em nha mấy chị ơi. Vải là vải co giãn luôn nha, vải co giãn. Kaki trắng lưng keo, vải co giãn giùm em nè. Mẫu này em có size S, màu trắng có size S với size M. Màu nâu. Màu nâu là size M em nha. Màu trắng là S với M, màu nâu là size M em. Quần sọc rin 85.000, lưng là lưng keo nha mấy chị ơi. Lưng keo giùm em nha. Lưng keo nè. Quần màu nâu với lại quần màu trắng hai màu, chất vải kaki co giãn giùm em nha. Vải kaki co giãn lắm mấy chị ơi. Màu trắng màu nâu hai màu, giá 85.000 một quần. Chị lấy quần này chốt em quần kiềm màu kiềm size nha. Quần nè, Thùy Dương lấy màu gì em ơi? Trắng hay là nâu? Màu nâu là size M, màu trắng là size M nha. Vải co giãn cực kỳ luôn mấy chị ơi. M này tầm 55 56 kg lại vừa luôn á, vải co giãn. Vừa nha Thùy Dương, mẫu này em vừa. Mẫu này nó co giãn lắm. Rồi chốt em quần kiềm màu kiềm size. Màu nâu chỉ có size M thôi nha. Màu trắng là S với M luôn hai size. Rồi chị lấy chốt em quần kiềm size giá 85.000 quần kiềm size. Trời mấy cái quần này mà có 85.000 là rẻ lắm luôn nha mấy chị ơi. Rẻ xỉu luôn á. Rồi ai lấy chốt em quần kiềm size nha. Nhớ bỏ chung cộng. Màu trắng nha Thùy Dương nè. Ngon coi cái đây có size. Thuyền con này có size gì chị nè. Em mờ màu trắng cho Thùy Dương. Trong váy đuôi ké giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này có quần bên trong luôn nè. Trong váy đuôi ké có quần bên trong. Chất quả là kaki co giãn. Có hai túi phía trước giùm em nha. 85.000 một cái nè mấy chị ơi. 85 một cái nha, kaki co giãn. Có quần bên trong luôn. Size gì vậy? Có size M không? S với M 2 size mẫu này giùm em nha. Rất là co giãn giùm em nè, S với M 2 size trong váy đuôi ké. S M 2 size giùm em nha, vải co giãn có hai túi phía trước luôn. Chất kaki co giãn lắm, có quần bên trong và có hai túi phía trước. 85.000 SML B size.
85.000 có đủ size SML nha mấy chị ơi. Chị lấy chốt em nha. SML B size giá 85.000, SML B size luôn. Kaki co giãn. Chị lấy chân váy chốt em chân váy kìm size nha, vải kaki co giãn có lót quần bên trong. Kaki co giãn có lót quần bên trong, giá là 85.000. SML B size nha, chị lấy chốt em chân váy kìm size. Màu đen size gì vậy? Có một cái màu đen size S nữa nha. Chị lấy chốt đen size S, có cái màu đen size S luôn. Rồi bỏ cho chị coi. Rồi có một cái màu đen duy nhất size S nha mấy chị ơi. Chị lấy đen size S thì chốt em là đen size S nha. Có một cái duy nhất màu đen size S. Vải co giãn lắm luôn mấy chị ơi, vải co giãn giùm em nha. Rồi A lấy chân váy chốt em chân váy kìm màu kìm xa luôn, màu đen chỉ có một cái duy nhất size S thôi nha. Đây nha mấy chị ơi, đen. Cái màu này. Rồi chị lấy chốt em chân váy kìm màu kìm xa luôn nha. 85.000. 85.000. Quần sọt màu đen vải co giãn nha mấy chị ơi. Vải chất vải kaki co giãn giùm em nha, 85.000. 85.000 màu đen vải co giãn, cái này em có size S nè. Size S. Chị có size S thôi à, 85.000 chỉ có size S thôi nha. Chị lấy quần đen size S, chốt em quần đen size S. Cái quần này form đẹp lắm chị ơi. Vải co giãn là form đẹp nha, có hai túi hai bên nè. Chốt em quần đen size S nha. Quần đen size S nha mấy chị ơi, vải kaki co giãn. Màu đen size S tầm 48kg lại giùm em nha. 40 đến 48kg. 85.000 màu đen size S. Chị lấy đen size S, chốt em là đen size S nha mấy chị ơi. Đen size S 85.000, đen size S 85.000, đen size S nha. Một chung này, một mẫu size S nhiều quá. Rồi chân váy giùm em nè mấy chị ơi. Chân váy đen nó có hai cái túi phía trước nha. Chân váy đen nút nó có hai túi phía trước như thế này mấy chị ơi. 50kg là vừa, 50kg mà chị Tường Vi Nguyễn cao bao nhiêu, cao mít 6 thì mới vừa cái size đó nha, còn không thì chọc. Mít 6 thì mới vừa, còn không thì chọc cái gì. Rồi chân váy này cũng có quần bên trong, 85.000 chốt im đen. Đen nè, đây có size S nè. Size S, size M. Chân váy đen này chị lấy chốt em chân váy đen kèm size nha. S là M. S với M 2 size. Chân váy này có S với M 2 size của em nha. Đây nha mấy chị ơi, hai túi phía trước của em nè. Rồi S với M 2 size nha, chị lấy chốt em. Size S và size M 2 size, giá là 85.000. Có quần bên trong vải kaki. Vải kaki giùm em nha, 85.000 có quần bên trong vải kaki. Rồi chị lấy chân váy này chốt em chân váy kìm size. Chân váy kìm size đẹp lắm, mẫu này có quần ở trong luôn mấy chị ơi, đi anh mời cho Ngọc Thúy nè. À dịp là vậy rồi, không vừa nhưng gì Tường Vi. Rồi chị lấy này chốt em nha, Tường Ngọc Thúy đen size M. Rồi chị nào lấy chân váy này nữa thì báo em nha mấy chị ơi. Chân váy nữa bé em nha, còn size S. Chân váy đen còn size S. Ở trên chỗ này. Màu vàng. Rồi chân váy vàng dáng dài giá 95 giùm em nha mấy chị ơi.
chót vải kaki co giãn, chót vải kaki co giãn giùm em nha. Mẫu này nè, màu vàng, vải kaki co giãn giùm em nè, 95.000 nút như này nha mấy chị ơi, nút nè. Rồi 95.000, mẫu này em có size S với size M. Rồi cái này có S với M hai size. Chị lấy chút em là vàng kiềm size vải co giãn luôn nha mấy chị ơi. Chất vải co giãn và có dây kéo ở phía sau em nha. 95.000 vải co giãn có dây kéo phía sau, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Mẫu này co giãn nè, đẹp lắm luôn nha, có dây kéo phía sau giùm em. 95.000, chị lấy vàng chút em vàng kèm size. Mẫu vàng này em còn ít lắm, 1-2 cái nữa là hết. Vàng 95 chốt em vàng kèm size mấy chị ơi. Giá 95.000, chất vải kaki nào co giãn luôn nha. Vải này co giãn đeo đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi 95.000, M Thùy Dương là vừa, co giãn là em vừa M nha Thùy Dương. Chốt em vàng màu size S là tầm 52kg trở lại là vừa luôn á. Vải nó co giãn nha mấy chị ơi. S là tầm 52kg lại vừa luôn nha. Size M 55-56kg, đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Chị lấy chốt em là vàng kiềm size S với M 2 size vải co giãn giùm em nha. S M 2 size vải co giãn. Cho chị cái đầm, cọc đầm đó que, đầm đen nhũ á. Không, đầm đen nhẹ, chỗ có cái móc nhỉ. M màu vàng ở Thùy Dương nè em. M màu vàng ở Thùy Dương. Rồi cái đầm này em còn 1-2 cái với 125.000. Form 40-60kg men vừa, đầm tầm 125.000. Có dây cột eo luôn nha mấy chị ơi. 125.000 có dây cột eo luôn. Form 40-60kg đều men vừa mẫu này. 40-60kg đều men vừa mẫu này men nha, giá 125.000 cái đầm này. Vải mép nha mấy chị ơi, hai lớp tầm 125.000, chị lấy đầm đen 125, chốt im đầm đen nha. Nếu 125.000 đầm đen. Rồi đen 125 giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy đen 125 thì chốt em nha, đầm đen 125.000 đầm đen. Đây nha, đen 125 giùm em, mẫu này còn 1-2 cái là hết hàng. Đen nhớ 125.000. Giờ lấy đen chốt em 125 giùm em nha, đen 125. Rồi áo đen 75.000. Đen 75 nha mấy chị ơi, form này 52kg lại men vừa. 52-53kg lại men vừa em nha. Áo đen giá 75.000 áo đen. Tay của nó như thế này em, tay loe nè. Rồi vải dày dặn giùm em nha mấy chị ơi. Giá 75.000, chị lấy đen chốt em đen 75.000 màu đen. Đen 75 giùm em nha, vải dày dặn nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy đen chốt em đen 75.000 màu đen. Đầm đỏ 75.000. Con này 55kg lại men vừa. 55kg lại giùm em nha. Đỏ 75 nha mấy chị ơi. Mấy chị mặc thành hai dây hoặc là mặc thành yếm cũng được nha. Mặc áo đen bên trong thành dạng yếm cũng được nè. Giá là 75.000. Chốt em đỏ 75. Rồi chốt đỏ 75 nha mấy chị ơi. Ai lấy đỏ chốt đỏ 75 giùm em nè. Đỏ giá 75.000 đỏ. 40-55kg giùm em nha. Chốt em đỏ 75. Đỏ 75 nha mấy chị ơi. 40-55kg giùm em nha đỏ. À, cái điện thoại bị xe vô rồi nó thốt ngang đây à. Không có vô gì được hết. Đỏ giùm em nha, 75 đỏ. Lỗi gì? Rồi lấy em
rồi đầm suông 125 giùm em nha mấy chị ơi. Suông giá 125.000 vải len 40 đến 60 kg men vừa. Giờ lấy suông 125, số em suông 125. Rồi suông 125 giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt em này suông 125 này. Suông len nha 125.000 vải to giãn giùm em nè. Rồi. 40 đến 60 giùm em nha, giá 125.000. Giờ lấy đầm 125, chốt em đầm 125 len ha, 125. Thì chị đi trong với sọc nguyên luôn. Sọc nè. Chân với sọc 75 còn cái form 40 đến 60 em nha. Giờ lấy sọc 75, chốt em sọc 75 còn đúng cái cuối, giá 75.000. Giờ lấy sọc 75 chốt em nha, sọc giá 75.000. Sọc 75 giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy sọc chốt sọc 75. Quần ống le, ống le em không có hàng luôn rồi ơi, xong hậu ơi. Về hàng ít quá không đủ chia nên không có lai lẻ. Sọc 75. Trong mấy cái loại này chưa lai, trời lộn xộn quá không biết cái nào chưa lai. Có ai chưa không? Quần này em nha mấy chị ơi, quần ống suông 185.000, mẫu này em còn size S với size L, 2 size. Rồi mẫu này em còn S với L, 2 size nha mấy chị ơi. Vải co giãn giùm em nha, yên tâm chắc vải, vải đó là co giãn luôn. Giá là 185.000, mẫu này còn size S với L, 2 size. Giờ lấy quần này chốt em quần kiềm size nha, 185.000 quần kiềm size. Ôi, cái đó chị like chưa? Ừ, chị. Chưa hả? Nguyên cọc hay sao gì? Rồi bảo thêm cái cỡ quen cái rồi coi size gì. Nhìn lưng quần rồi mấy chị ơi, lưng nè, lưng keo cực kỳ luôn nha. Lưng keo cực kỳ. Rồi, 185.000 giùm em nha mấy chị ơi. A à, lấy quần này chốt em là quần kiềm size S với L, 2 size. Quần này em còn size S với size L, 2 size nha, 185.000. S với L, 2 size. Quần viên em còn có mấy rồi giờ? Còn mấy cái rồi, để em lên hết quần viên nóng xuân luôn nha. Xếp cái áo lại nữa. Rồi mẫu này em còn cái cuối cùng size L. Nói em còn cái cuối cùng size L mấy chị ơi. Thường thường quần jean em bán là lúc nào size L nó cũng hết trước á, còn size S là nhiều. Mẹ không hiểu xe cái quần ống rộng này, quần ống suông này thì còn size lớn nhiều. Size S với size M hết. Tại vì quần này nó hình như là chất nó to giãn nhiều nè, cho nên mấy chị mặc L thuộc lại thành size M hay sao á. Mẹ em thấy quần này còn size lớn như vậy. Rồi cái này chốt em nha mấy chị ơi. Quần này size L nha. Size L mẹ số là 9944, em còn cái cuối cùng size L. Mẹ 9944 còn cái cuối cùng size L em nha mấy chị ơi. Chị lấy quần size L, chốt em quần size L nha. Quần size L. Quần size L giùm em nha mấy chị ơi. Em ngưng like xíu nha, em soạn lại ít quần với lại chân váy rồi xong rồi em lo like mới nha mấy chị ơi. Áo dẹ nè, bỏ quen bên cho đỡ lại. Nó thành đẹp, áo dẹ đưa như kia em. Em tắt like nha, xong vô like khác mà em soạn quần mà.